can. Yes, sure. oh, today Eva decide to be a millionaire girl. Hôm nay là Eva. Hôm nay Eva muốn muốn trở thành mẹ mẹ cho nên là Eva quyết định đeo. Eva nhào vô Eva đòi đeo kính giống mọi người hôm bữa nha. Eva you need to keep so they can take photo of you. You need to look in the camera. Look in front of the camera. Look there. So they can take photo of you. Okay. It's the rainbow girl. I want to wear the next glass. Okay. Oh my god. Don't touch camera. Oh. Cho... To the camera like okay. the phoneia, tại the camera. Vẫn như thường lệ cho I Vẫn như thường lệ đề nghị cho oh. Eva được uh, 2 3 phút thể hiện. Oh. Uh. I make the same Can you make the video so for me? Yeah, I will tell them make for you. Eva nói là mọi người làm ơn làm cho qua cái video giống vậy nhay. Everybody say hello Eva. Hello, hello. Okay, are you done? Yes, everybody see you. Chào TikTok. Okay, Eva done. Go sleep. <laughs> oh you are silly. I, uh, okay. The is so bad. Not today, today not Christmas yet. Uh, it is not Christmas yet. It uh, is not like Christmas. But it's not Christmas yet. It's not Christmas yet. I it's not Christmas yet. No. It is not Christmas yet. I said talking It is not Christmas yet. I said stop. Okay, then you stop. I want to talk to you. ok đến ok go go ok cảm ơn cả nhà đã cho uh, cảm ơn cả nhà đã cho eva được uh, 10 phút thể hiện và bây giờ chị eva đi ngủ rồi sao trời ơi khổ lắm có con gái mệt lắm con gái nó hử nó bỡ phía sau hử mệt mỏi lắm ờ ừ, em có con mà em không kiên nhẫn sao được em con đã ra là để cho mình học tính kiên nhẫn mà chứ Việt Nam là ăn đạp rồi phải không bên nước ngoài không được đâu em nước ngoài mà không được đập con đâu nghe, mà không được đánh con đâu nha con mày có làm sai thì mày cũng cũng nói với con thôi nha Đấy, chứ mày không có được làm gì với con đâu trời ơi vậy như mới hôm nay giọng vậy như vẫn còn đặt như là sữa đặc ông thọ à cảm thấy như là không có thể lên livestream được nên đã quyết định là xong xong bằng cách là lấy cái um, lấy cái xả ở nhà còn xả với lá chanh không à nhà còn xả với lá chanh cho nên là lấy xả với lá chanh lá chanh với lại um, một ít vỏ cam đó. xong lên thôi chị chảo ở nhà còn cái gì để xong nữa chị nhan tối rồi chị vẫn còn đau họng uh, lên sớm tại vì chị như sơ chị như mới uống thuốc đau họng cho nên sợ là sẽ buồn ngủ nên lo lên sớm trước rồi sau đó sẽ không có xíu nữa lỡ như có buồn ngủ thì à chị nhi cũng đi vô giấc ngủ luôn mà không có trời bà phú hộ hả chị nhi mà bà phú hộ hả đờ nản lạnh lắm hả sướng rứa sướng cần ra bay ừ bỏ thêm dầu gió vô chắc chị nhi phải ở dầu gió chị nhi ở quảng nào ở tam kỳ em nhưng mà chị nhi định cư ở singapore lâu rồi như định cư Singapore gần à, chục năm rồi. Ồ, quá đông, quá đông, quá đông, quá vui. Đông vui hết sức. Tiktok, lâu quá không gặp. Thấy, thấy hết. Chỉ có điều tụi mày mà không để tên tử tế, tao không có chào được. Muốn được chào tử tế, phải để tên tử tế nha. Nè, hôm nay chơi dạo đầu trước đi. Trước khi chúng ta bắt đầu livestream. Nói nghe coi mấy đứa đang ở đâu vậy? hôm nay fan dị Nhi có ai nghe chỗ mới không hay là cũng năm châu bốn biển ở ừ, càng đông càng vui đông lắm đông lắm đông lắm ở đâu đây đâu đây Đà Nẵng rồi từ đâu nữa sắp trăng sắp trăng luôn Nghệ An kia Tâm Kỳ Quảng Nam đủ hú hú quê em Tâm Kỳ Tâm Kỳ Tâm Kỳ Mô Tâm Kỳ Mô Đài Loan Sài Gòn Long An Bình Dương Cần Thơ Ồ, uh, xâm tụ xâm tụ nha. Buôn mê thuộc Đắk Lắk Nhật Bản luôn, Cần Thơ. Uh, ở Đức nha, Đắk Lắc nha, Hà Tĩnh nha, Ninh Thuận nha, Quảng Nam nha. Trời ơi, tổng Kỳ Quảng Nam kia. Sài Gòn kìa Sài Gòn, Cà Mau kìa Sóc Trăng kìa Khánh Hòa kia. 77 bảy bảy là cái gì vậy? Trời đông quá, Ba Vì luôn. u bên đây có Ba Vì nữa, Vũng Tàu, Bình Bình Phước, Hà Nội. Chị ơi, Hà Nội, Hà Nội ơi. Hà Nội, Hà Nội, Tây Ninh, Cà Mau. Trời ơi vui quá Vui ghê An Giang Đắk Lắc Đồng Tháp Nghệ An Hàn Quốc kia Có Hàn Quốc nữa kia Thăng Bình Quảng Nam Con Tôm Hải Phòng Đồng Nai Wow Xâm tụ quá Phú Quốc luôn Còn Đảo Vương Huế luôn Đà Lạt luôn Trà Vinh luôn Thủ Đức luôn Đà Lạt nữa kia Trời ơi Đồ nản Đồ nản Bình Dương Đồng Nai, Hải Phòng, Kiền Giang trời ơi đông quá, vui quá. Cà Mau, Singapore có nữa nè, Singapore đâu? Thanh Hóa. Trời ơi đông quá. Trời ơi con có fan có gì như hùng hậu quá vậy, càng ngày càng đông vậy. Học trò vậy, như đông quá bạc liêu. Trời ơi sướng 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 chưa? Ai nói dân Việt Nam mình không có chịu học đâu, bọn em chịu học quá trời nè nè quạt cho cái mát mẻ nè thấy không trời ơi giỏi quá mấy đứa giỏi quá quạt cho cái mát mẻ cái mặt để chuẩn bị đi học bài này chứ không gì hết đó cao bằng kia trời ơi phú thọ kia vĩnh long kiều quảng ngãi kia gia lai nè trời ơi đông quá đi đông kinh rồi rải hết việt nam rồi đó giờ từ từ bắc vô nam là tao không có thiếu người rồi đó được chưa trong tim em nữa nè trời ơi tụi mày sớm quá rồi giờ mình biết từ bắc vô nam mọi người đồng lòng được một cái là cái gì biết không tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần lên coi kênh chị nhi thôi chứ không đồng lòng cái gì nữa hết á được chị rất là mừng là cái kênh của chị ngày càng có nhiều những cái bạn trẻ việt nam đang hướng đến học đây là một trong những cái dấu hiệu tốt tại vì sao cho thấy được là người Việt Nam mình đang dần mở lòng với những cái khối kiến thức mà ở thế giới người ta đã tiếp thu rất là lâu rồi cái okay, chị Nhi rất là mừng cho mấy đứa chị Nhi rất là mừng cho cái thế hệ trẻ khi mà tụi em chịu mở lòng chị nhi còn nhớ hồi xưa ở cái lứa của chị nhi mà để tìm được những cái kiến thức này để học những cái này là điều mà gọi là không và khó và không thể kiếm được á thậm chí em cũng muốn kiếm sách vở ở cái thời đó nó còn khó nữa ok và chị mừng là bây giờ trò có Singapore nữa kìa Singapore đâu Singapore đông quá cái okay. à, hồi cũ chi nữa rồi hồi cái thời của chị hồi xưa kiếm mấy cái này học khó lắm tụi mày giờ sướng lắm tụi mày có youtube tụi mày có youtube là tụi mày có trúng số rồi cho là tụi mày hơn chị nhây với lại hơn mấy cái anh chị đi đời đầu rồi đó chưa à, nếu mà biết là mình hơn rồi thì lo hưởng thụ nghe hưởng thụ sao thì biết rồi đó học thì nhớ chia sẻ cho người khác nữa bình thuận nữa kia biết rồi bình thuận ơi bình thuận ơi bình thuận ơi em chào chị chị chào các em trời ơi mấy đứa bọn đây nó lễ phép ghê nó em chào chị chị rồi nữa rồi chị chào mấy đứa nha chào qua chào lại hết luôn buổi tối cái khỏi học bài nha ok chào gì thì chào chứ cũng chào sơ sơ thôi nha rồi có đau họng thì đau chúng ta sẽ bắt đầu vô buổi học như thường lệ rồi ha rồi giới thiệu từ bắc vô nam rồi đó từ bắc vô nam là biết rồi hết rồi đó ok rồi học nghe thôi học nghe học đi học nghe không chào nữa nghe chào quá nghe chào chi mà chào miết nó bắt chào miết nó khổ kinh rồi đó. thấy rồi à, câu đầu tiên con gái có nên ngoan hay không ở việt nam mình á cái từ ngoan ngoãn á, nó được gắn liền với cái chuyện là em phải ở nhà và nết na và thùy mị và nghe lời chồng nghe lời ba má em hoặc là nghe lời những người xung quanh em thì đó mới gọi là chuẩn của người phụ nữ ngoan ngoãn chị nghĩ thì bây giờ nó cũng không còn nhiều nữa tại vì đa phần những cái người mà họ trưởng thành ở cái lứa của chị hoặc là họ có cơ hội đi nước ngoài và họ biết tiếng anh á đã thay đổi rất là nhiều về cái chuyện là một người phụ nữ ngoan là một người phụ nữ như thế nào đối với chị cái từ phụ nữ ngoan ngoãn á, nó không còn được là cái mà những người phụ nữ Việt Nam nên theo uhm, những cái người cổ hủ người ta sẽ có thể người ta sẽ không đồng ý với quan điểm của chị nhưng mà như chị đã nói chị không có chị không có quan tâm đến cái chuyện cái lứa đi trước họ không còn quan tâm đến cái chuyện là à, tại sao con gái không nên ngoan ngoãn nữa mà đối với chị phụ nữ nên khôn ngoan nên khôn ngoan thì tốt hơn là ngoan ngoãn tại vì sao nếu như em có một người vợ mà người ta đủ khôn ngoan, người ta sẽ quán xuyến được cái chuyện cơm nước gia đình chồng con, người ta sẽ quán chính xuyến được những cái chuyện mà nếu như em phải đi ra đường lo chuyện quốc gia, đại sự, lo chuyện sự nghiệp của em, người ta sẽ ở nhà để giúp em cái chuyện con cái, cái chuyện giáo dục con cái cũng cần đến cái sự khôn ngoan em ơi, cái okay. um, chị không có còn ủng hộ và xưa giờ chị cũng chưa bao giờ từng ủng hộ cái chuyện là phụ nữ là nên ngoan hết và chị cũng không nghĩ là phụ nữ hư lần phụ nữ xấu tại vì hư đối với việt nam mình cái chuyện gì nó cũng sẽ thành người phụ nữ hư hết okay? ví dụ như ra đường mà ngồi chung bàn với đàn ông thì cũng gọi là hư cũng gọi là không có phải là uh, dạng là gì đấm dỗ thì phải ở phía sau rồi cái gì cũng phải cung phụng đàn ông ngồi phía trước chị nhi không đồng ý cái quan điểm đó và đối với chị nhi thì một người phụ nữ đủ khôn ngoan tức là họ nếu như họ đi ra đường và họ vừa chăm lo được chuyện chồng con họ vừa chăm lo được chuyện nội ngoại hai bên và họ vẫn lo được cái chuyện xã hội lo được những cái chuyện mà họ yêu thích tìm được cái đam mê mà họ muốn tìm được cái sự nghiệp mà họ theo đuổi thì chúng ta nên tôn trọng điều đó và hãy để cho phụ nữ được khôn ngoan hơn là ngoan ngoãn được chưa nếu như mà mình nuôi dạy một người phụ nữ mà mình chỉ hướng họ tới cái chuyện là à về nhà sau này sẽ như là một cái con ô xin ok thì nếu như ai là người đàn ông Chị chỉ hỏi một câu cơ bản thôi Em có muốn mẹ em là mô sinh của ba em cả đời hay không Và hỏi ngược lại Em nếu em có chị gái hay em gái Em có muốn chị gái hay em gái của em cũng Cưới phải một người đàn ông mà trở thành ô sinh của họ hay không Rồi cái tiếp Nếu như em có con gái nữa Em có muốn con gái em Cưới về một người đàn ông mà con em phải hầu hạ người khác hay không và đây là cái mà chị nghĩ thiếu nhất ở bây giờ để cho đàn ông họ đặt cái câu hỏi đó chính bản thân họ Bởi vì chỉ có khi em đưa cho đàn ông cái sự chọn lựa để trở thành một người đàn ông chân chính tại vì như chị hay nói nhiều bạn vô nói chị có nhất thiết con trai phải trở thành đàn ông không chị em cũng thích trở thành đàn ông chị phải nói thẳng vô mặt mấy cái đứa con trai đó luôn đó là chị nói không phải là có cần thiết hay không mà đó là cái điều đúng đắn em cần phải làm trong cuộc đời tại vì đã ra là đàn ông em đảm nhận những cái trách nhiệm mà chị là phụ nữ chị rất tôn trọng đàn ông ở những cái người đàn ông mà họ dám làm những cái nghề nguy hiểm em làm nghề cứu hỏa nè làm những cái nghề mà liên quan đến xây những cái tòa nhà cao thần nè xây những cái đường hầm nè rồi đục đá rồi khoáng sản dầu mỏ làm những cái nghề mà đi ra biển khơi đối với chị những cái ngành nghề đó chúng ta vẫn cần đàn ông và họ nếu như họ không đủ nam tính họ không đủ mạnh mẽ họ không đủ dũng cảm để đi làm những cái nghề đó thì thế giới này đâu có phát triển con người đâu có phát triển và bởi vì chị tôn trọng đàn ông nhiều như vậy nên đối với chị đàn ông cần được giáo dục để có cái tư duy suy nghĩ như một người đàn ông và để tôn trọng những người phụ nữ xung quanh của mình để giúp cho những người phụ nữ xung quanh của mình cũng không có cái tư duy gọi là ngoan ngoãn mà gọi là khôn ngoan ok để cho khi em đi đánh cá ra khơi em đi biển em đi năm mấy chục ngày em đi về thì người phụ nữ đó người ta vẫn ở bên em người ta vẫn chung thủy với em người ta chăm lo gia đình hai bên ok đàn ông và phụ nữ đã ra có những cái trách nhiệm khác nhau và chúng ta phải tôn trọng cái trách nhiệm biology hay là còn gọi là cái trách nhiệm mà cái 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 thuyết khống hay là cái giống loài của chúng ta đã ra để được làm ok dù mấy đứa có nói đi nói lại có quẩn đi quẩn lại bao nhiêu thậm chí năm 10 năm mười năm hai mươi năm ba mươi năm nữa hay có trăm năm nữa miễn em là con người thì cái biology tức là cái giống loài bên trong của mình nó cũng sẽ không thể nào mà nó đi đâu được hết đó. <laughs> em vẫn phải chấp nhận được là là đàn ông thì phải có đủ bản lĩnh ok và là phụ nữ thì em phải khôn ngoan phải giỏi giang phải feminine nữ tính để chăm lo cho gia đình chứ không có được cái kiểu mà hả ủy mị mà yếu đuối mà nhút nhát đối với chị cái đó thì chị hoàn toàn không có support rồi đó ok rồi chúng ta đi đến cầu kế tiếp mấy đứa bớt khen gì, nhây lại nha tụi mày biết tao mà tụi mày mà khen tao là tụi mày ăn chửi mà sao tụi mày khen hoài vậy tại sao không khen chị như thông minh mà suốt ngày cứ khen chị như đẹp là làm sao tao không có cần đẹp ok ai bị tụi mày khen tao đẹp tao đâu có lên đây để bán uh, phấn trộn kem trộn đâu có bán uh, mắm đâu mà khen đẹp làm cái gì tao đâu có bán ấu vú tao đâu có bán kẹp tóc đâu mà khen đẹp tao đâu có bán đầm trời ơi tổ lô không có khen đẹp nữa nghe chưa khen thì khen thông minh nha, khen thì khen dị Nhi giỏi giang nha khen mà khen đẹp nữa là tao chửi nghe chưa ừ đúng rồi chị như không đẹp chị như thông minh đó một cái người phụ nữ thông minh phát biểu trời ơi tao đâu có cần tụi mày khen tao đẹp tao bán kem trộn tẩy nã hồi nào mày kem trộn tẩy nã hồi nào bữa thì như mặc áo dài hả tết đi như mặc áo dài cho nghe tụi mày nhấn subscribe đi tao lên được trăm ngàn tao mặc số áo dài cho mặc áo dài đỏ luôn được không nhấn subscribe đi đừng trăm ngàn subscriber rồi tao mặc áo dài cho nó ok đồ yêu á mà áo dài thôi mà rồi chết cha quên mẹ nó báo đuột rồi không có vô được chết rồi mấy đứa ơi rồi sao đọc câu hỏi đây trời ơi cái... chết cha chết cha chết cha mấy đứa Họ cũng biết móng tay bị sao mà cái mật ngạc khẩu không vô được luôn. Chết rồi. Chết, 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 chết. Không vô được rồi. Xí sao coi phim heo đây? Lỗ kỹ thuật, lỗ kỹ thuật. Ủa? Sao kỳ vậy? Chết rồi, cái máy bị đơ rồi. Trường ơi Em copy câu hỏi em thả qua bên WhatsApp cho chị đi Trường ơi Tại máy của chị không vô được rồi Chết rồi Quên bà nó bắt quật rồi Rồi này nó nói một phút nữa mới được nhấn nè Chết cha rồi Trời ơi Trường ơi em copy câu hỏi qua WhatsApp giúp chị nha Xin lỗi em Cảm ơn Trường Trời ơi trai của chị Mấy đứa trong lúc đợi tụi nó đặt câu hỏi chúng ta hãy uh, nói chuyện tào lao hết đây chị ơi mẹ em bệnh nhiều mà em giờ không biết làm sao chị ơi phụ trầu ơi thầy mày thấy không tiktok nó chạy câu hỏi như điện làm sao ta trả lời rồi cảm ơn trường thấy không tại sao chúng ta cần phải có đội nhóm tại sao chúng ta phải làm việc nhóm để những cái lúc mà livestream như vậy và điện thoại bị tắt nguồn chúng ta vẫn còn người có thể trợ giúp chúng ta chúng ta hát lên một tiếng là đồng đội sẽ bay vô giúp chúng ta trời ơi cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao rồi câu hỏi tại sao những người sống trong sung sướng khó đồng cảm với những người khổ hơn mình ừ. ok um, chị nghĩ là cái chuyện mà những cái người giàu có hay còn gọi là um, em sống em 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 vô tình được đẻ ra ngay từ vạch đích mình hay nói đùa là đẻ ra là ở vạch đích rồi á thì cái cơ hội của họ khác với những cái người mà đẻ ra từ vạch gọi là không phải vạch xuất phát nữa mà y như là phải tập để được đi tới vạch xuất phát luôn như chị á ok thì nó nó có cái sự khác nhau nhiều lắm đã từng một thời kỳ á chị đã Uh, sống với kiểu rất là nạn nhân nạn nhân tức là sao chị lung so sánh chị với những đứa trẻ khác là à tại sao mình không có đủ cha mẹ như người ta tại sao mình không có cơ hội được đả ra cái vạch uh, đích như người ta rồi tại sao mình không có cơ hội học như người ta tại sao mình không có được uh, có nhiều tiền như người ta tại sao mình đẻ ra mình khổ như vậy rồi sau đó rồi mình còn bị đời dập tơi tả rồi mình còn bị lừa rồi mình còn bị đủ thứ cái nữa rồi xong rồi mình còn bị người này người kia hại nữa và nhiều khi làm người tốt trở thành một cái gánh nặng cho chị tới độ chị chị bực bội luôn và cũng vì cái lý, lý do đó có một thời kỳ chị rất ghét những cái người mà đã ra mà privilege hay còn gọi là có cái vạch xuất vạch đích hoặc là vạch uh, gọi như là cán đích rồi ok chị nói thiệt chị không có tôn trọng họ có một thời điểm chị không hề tôn trọng họ nhưng mà mãi đến khi mà chị qua singapore chị đi làm chị đi học chị được tí, tiếp xúc với nhiều người Um, đúng chị công nhận là cái strength hay còn gọi là cái sức mạnh nội lực của họ có một phần nào đó sẽ không có thể so sánh với những đứa trẻ như chị tức là họ không có tough họ không có họ không có chịu cực được như chị nhưng mà họ có cái mà chị không có đó là họ chạm được tới những cái kiến thức mới hoặc là nhanh hơn chị và cái tốc độ họ học nhanh hơn chị bởi vì chỉ đơn giản là như chị nói đó, họ đã đến cái vạch đích rồi thì để chị đi đến được cái vạch đích Thì chị cũng mất 20 năm Thì 20 năm đó Cái vạch đích của họ Họ đã lên tới cái đỉnh rồi Tại vì em biết nó giống như cái chuyện Em bắt đầu từ giữa đỉnh núi Và em bắt đầu ở dưới cái chân núi Nó phải khác nhau Ok cho nên những cái bạn mà xuất thân nghèo mà đi vô học với chị chị luôn nói với các bạn đó là em không có thời gian để em ngủ nữa nếu như em muốn đuổi kịp những cái người này và chị nói thiệt nghe nó rất là buồn nghe nó rất là bất công nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chị biết ơn tại vì chị xuất phát từ dưới chân núi chị xuất phát từ trước cái bạch xuất phát luôn <laughs> ok để anh để chị biết được là khi mà chị có được những cái điều như bây giờ nếu chị mất hết ngày mai chị không có thợ chị sẵn sàng làm lại từ đầu nhưng mà bạn chị có những người bạn nha bởi vì họ xuất phát điểm của họ là từ giữa đỉnh núi một họ rất sợ thất bại hoặc hai họ thất bại một cái họ không đứng lên được nữa ok cho nên nếu em hỏi chị để làm sao để hiểu được cái câu trả lời của chị là rất khó để những người này hiểu được cái nỗi khổ của chị rất khó để những người này được cái sự tôn trọng của những cái underdog hay là những cái người nghèo hơn họ hay những người mà đẻ ra chị không có dùng từ cái may mắn tại vì chị nghĩ ai cũng sẽ có một cái sứ mệnh khác nhau cho nên chị không thích dùng từ cái may mắn mà chị chỉ nói là chúng ta đẻ ra có một cái vị trí xuất phát khác nhau bởi vì cái sứ mệnh của mỗi người là khác nhau ok tại vì nếu như mà mình nói con của ông tổng thống mỹ con gái của ông tổng thống mỹ đẻ ra và vô tình đẻ ra ví dụ như ông Obama chẳng hạn con gái của ông năm sáu tuổi bảy tám tuổi và bắt đầu đi vô nhà trắng ở và gần nửa cuộc đời của nó của tuổi thơ của tụi nó là con của tổng thống em nên em sẽ nói là wow con nó may mắn nhưng mà đối với chị cái trọng trách của nó sẽ khác nó phải có cái sứ mệnh là đem được cái tiếng nói của nó để đi giúp những cái đứa trẻ khác và làm sao để những đứa trẻ khác tôn trọng nó và không có coi nó là ờ tại vì mày là con của ông Obama thì mày mày ngầu hơn tụi tao chẳng hạn thì thì cái đó nó rất là khó để mà so sánh kiểu như vậy nhưng mà để cho những đứa trẻ này có cơ hội hiểu được những người dưới này hay không câu trả lời của chị là có nếu như cha mẹ định hướng đúng đó là lý do tại sao từ nhỏ từ bây giờ chị đã không có để cho eva được sống với một cái cuộc sống gọi là spoil hay còn gọi là chiêu chuộng quá mức ok có những người người ta không đồng ý với quan điểm của chị nhưng mà chị không có khe tại vì người Việt Nam mình có cái tư duy một số cha mẹ vẫn còn cái tư duy là à tôi khổ cả đời rồi bây giờ tôi có con tôi cho con tôi hết tôi muốn con tôi sướng tôi muốn cho con tôi của cải tôi muốn cho con tôi ở vạch đích luôn để cho nó được để cho nó được 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 nhanh hơn tôi để cho nó thành công hơn tôi để cho nó giàu hơn tôi câu đó là của Nhi là sau khi Nhi đi rất là nhiều rồi và Nhi kiểm chứng một điều là nó không có chính xác có những đứa trẻ đã ngay vạch đích nó thành công có những đứa trẻ đẻ ngay vật đích và nó đi ăn hại cả đời luôn ok các bạn không tin các bạn có thể search google con trai của ông thành long đó đi vô tù ra tội ông đâu có giúp đâu tại vì ổng xuất phát từ trước vạch đích luôn ok và em cái chuyện em xuất phát khổ em xuất phát nghèo khổ và con của em vì xuất phát nghèo khổ nó thành công được hay không em cũng không biết được cho nên chị khẳng định luôn là chị không biết được tương lai con của chị như thế nào và ba mẹ của tụi em hay thậm chí tụi em cũng sẽ không biết được là tương lai của tụi em hay là con cái của tụi em như thế nào ok tại vì cái ý chí của mỗi con người là khác nhau cái di truyền học của mỗi con người là khác nhau và chị đã từng phân tích rồi em mà không có học về di truyền học em sẽ không hiểu được là bao nhiêu giống nòi bao nhiêu cái 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 DNA từ mấy đời mấy đời mấy đời zigzag zigzag giác nó vô tình nó trụng đụng được với nhau đúng cái lúc ba em má em ngủ với nhau quất nhau và và nó ra đúng được em là cái thành phần đặc biệt đó và cái thành phần đặc biệt đó sau này nó còn nhiều yếu tố yếu tố bên ngoài yếu tố bên trong yếu tố môi trường yếu tố bạn bè yếu tố giáo dục rất nhiều yếu tố để tạo ra một con người em không em không biết trước được đó là lý do tại sao chúng ta không thể hiểu nhau được những người này muốn hiểu người ta phải hạ xuống hoặc là họ phải ở công trong cái vị trí đó hoặc là chỉ ít họ dành thời gian nhiều với những người phía dưới này hoặc họ ép bản thân họ đi trải nghiệm cái đó cho nên có rất là nhiều người người ta chọn từ bỏ cái giàu sang của họ để họ đi tu chẳng hạn hoặc là họ từ bỏ cái đó để họ đi làm trong nhà thờ hoặc đi công quả hoặc đi từ thiện chẳng hạn họ ép bản thân họ vô cái situation trong cái hoàn cảnh đó để họ hiểu người khác những okay, cái còn nếu như em không ép được thì em không thể nào mà em yêu cầu tụi chị hiểu cái cảm giác của em hay là tụi em hiểu cảm giác của những người như vậy nó no. Em không thể hiểu được sao hiểu được mẹ sướng thấy bụi nội cơm bưng nước rót chăn ấm nệm em làm sao hiểu được nỗi khổ của những người nghèo cho tới khi em không ở trong cái 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 hoàn cảnh đó ok em phải cho con em cái cơ hội được trải nghiệm cái điều đó không phải là em tra tấn con em ok nhưng mà chị sẽ không có cho con chị sẵn những cái thứ trên bàn mà không giải thích với nó tại sao nó có cơm ăn tại sao nó có áo mặc tại sao nó được sống một cái cuộc đời ở đây không có đồng nghĩa là mình đem cho nó cái tư duy là à con phải biết ơn nhờ mẹ con mới được ở đây rồi con mới được sống vậy không phải mà mình phải cho nó biết là à không phải tự nhiên mà con đẻ ra là con may mắn có những may mắn hơn những người bạn khác là con sinh ra và con có một cái passport ở một cái đất nước gọi là may mắn hơn những người khác cái không đồng nghĩa với con giỏi gì hơn người ta con cũng phải nỗ lực từ đầu như những người khác ok vậy thôi rồi câu cái tiếp công thư nó hỏi hay lắm nè Đến lúc chị Nhi trả lời hết tất cả câu hỏi trên đời thì sẽ như thế nào hả chị? Em ơi, chị đã xác định chị làm cơ này tới 80 tuổi em nghĩ chị có hết câu hỏi để trả lời không? Và em nghĩ trên đời này có hết câu hỏi để hỏi không? Chỉ có mấy đứa dốt mới không có câu hỏi để hỏi thôi Còn những cái người như tao miễn tao còn sống tao còn cả tỷ câu hỏi để hỏi Ok? Tụi mày là cái lũ làm biến Ok? Không thích đặt câu hỏi, thích sống ỷ lại, ăn hại cho nên là mới không có câu hỏi trời ơi cuộc đời mà không có câu hỏi lần sau làm, làm biên thiếu cha gì câu hỏi mày có câu hỏi để hỏi không mày không có câu hỏi để hỏi chứ tao không phải tao không trả lời được nha à. mấy đứa biết cho đến thời điểm hiện tại là chị đã trả lời gần ba ngàn câu hỏi trên kênh youtube của chị rồi đó tụi mày có biết không gần 3.000 câu mà có khi là hơn 3.000 câu tại vì kể cả cái tập thể dục buổi sáng 99 ngày kể cả những buổi họp cá nhân chị học với tim của chị Ok và vân vân chị đã trả lời hơn 3.000 câu trong gần 3 năm vừa qua được bao nhiêu người trả được trả lời được những đó nói nghe coi Câu okay, kế tiếp Biểu hiện của bad girl là gì hả chị? trò ơi, mấy đứa hỏi về bad girl nữa Bad girl, mấy đứa Nói chị nghe coi, đối với em bad girl là gì? TikTok trả lời chị Nga coi Bad girl là gì? Youtube, Facebook trả lời chị nghe coi Trả lời chị nghe coi Ô TikTok like rồi nha chị Phúc Bùi, chị thích em rồi đó Phúc tiktok mà nên ngoan dễ sợ tự động đi qua youtube nhấn like cho chị luôn thương ghê luôn á cưng tiktok ghê á tiktok càng 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 người lớn nha bad girl là cái gì bad girl là cái gì nói nghe coi là gái hư gái hư lần là gái làm sao gái hư lần là gái làm sao nói nghe coi yêu vì tiền con nào không yêu vì tiền tao còn yêu vì tiền mà yêu vì tiền không phải hư nha mặc đồ váy ngắn là gọi là bad girl mẹ trời con gái không có tốt tính đó chị không có tốt tính lần là sau tụi mày phân tích ra kỹ lưỡng coi mấy con này bánh bèo vô dụng bé girl lần là sau nữa là gái không ngoan gái hư đốn gái hư đốn lần là sau ăn cho xa đọa ăn cho xa đọa là làm sao gọi là ăn cho xa đọa rồi sao nữa yêu một lần hai ba đứa rồi bé gơ ngoan với khác với người khác hư với với người yêu mình, ok. Gái hư là chuyên đi trap người người khác, ừ, đi ngược lại với định kiến xã hội, ok. Bad girl là hơi giống boy, bad boy mẹ mày trả lời chứ chừng hẳn bad girl giống bad boy, trời ơi. Lợi dụng người khác rồi vớt, ok. Là quậy á, chạy quậy lần là sao? Quậy nước hả? Bad girl là quậy nước hả hay làm sao? là thích đi đầu mỏ là đi lừa tình tao cũng thích đầu mỏ vậy thằng nào giàu tới tao cũng đào à coi tình cảm như trò đùa ok trò đùa lần là sau xăm mình hút thuốc tào lao tao cũng có hình xăm này mày quen trai bỏ tình không phụ thuộc vào đàn ông cũng gọi là bad girl không muốn làm thì làm không quan tâm người khác làm tìm trai để lợi dụng trước khi ngủ chị hay làm gì trước khi ngủ thì chị hay nhắm mắt nha em trước khi ngủ thì phải nhắm mắt làm tình giỏi là gọi là bad girl ok rồi gì nữa hết rồi hả không cần gì và độc lập tài chính không lị sống của người khác ok mất thuần tông thuần phong mỹ tục đi ngược lại xã hội ok có cái mỏ mới đào được ủa rồi gì nữa theo em là dùng chất kích thích và thô lỗ và không tôn động người khác rồi chị ăn cơm chưa chị ăn cơm chưa cũng gọi là bad girl luôn hả Ok, bad girl là bad girl, ok, bad girl là giống bad boy rồi, gì nữa? Em nghĩ bad girl có phần có phá nát bản thân vì những điều vô bổ, ok. Coi tình yêu thấp hơn tình dục, ok. Ok rồi tụi nó trả lời nhiều quá rồi nói tóm lại là chính tụi nó cũng không hiểu bad girl là gì mà tụi nó đi ra đường tụi nó dán nhãn cho người ta. Ok, rồi để tao lên Google tao sợ cho bad girl là gì để cho tụi mày biết chứ không tụi mày lại kêu chị nhây bad girl là cái gì phải chúng ta nên sợ tiếng Anh đi chơi tiếng Anh đi cho nó hay Ok bad girl là gì bad học là phải như vậy chứ liền bad girl là meaning tụi nó lười Google quá thì mình Google giùm cho tụi nó rồi Ok Rồi đây là cái từ mà Google nó dịch cho tụi mày Tao thả lên chat cho tụi mày đọc nha Rồi Rồi đó Tao đọc ra cho Bad girl là cái slang Người ta gọi là a feminine A female criminal tức là những cô gái phạm tội mà người phụ nữ mà giống như là cái cái con làm gái, ok? trở thành một cái người gọi là nhìn nhìn giống như là 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 làm gái làm host là dạng như là là một con ngựa bà vậy đó làm cho nó trở thành attractive là làm cho nó quyến rũ bởi vì cái sự uh, gợi tình của nó rồi vậy thôi rồi đó chúng ta đã có câu trả lời nha ghé okay. khó ưa khó gần rồi đó tụi mày lười google quá kiếm google rồi, ra rồi đó tao trả lời cho tụi mày cho nhanh đối với chị Nhi nha chị nhi sẽ trả lời theo cái kiến thức của chị nhi okay. là một người phụ nữ không có người phụ nữ nào muốn trở thành một người phụ nữ xấu hết đó là quan điểm của chị ok cái môi trường cái cá tính cũng như cái sự trưởng thành của họ tại cái nơi họ sinh ra lớn lên rèn giữa họ trở thành một con người như thế nào và có nhiều khi họ trở thành một người phụ nữ như thế nào là kết quả của cái trauma hay còn gọi là cái tổn thương tuổi nhỏ nữa cho nên từ cái lúc mà chị học và chị hiểu hơn về psychology của con người chị càng thêm thấy thương hại nhiều hơn với những cái người mà họ lớn lên tiếng anh nó gọi là không có phân sinh rất là em không có hành vi ứng xử theo đúng chuẩn mực của xã hội cũng như là cái chuẩn mực để những người khác người ta tôn trọng là một phần là do những cái tuổi nhỏ của em em bị trauma em bị tổn thương em bị cái cách người khác đối xử cũng như là cái môi trường ok cho nên chị không có đồng ý người khác dán nhãn những cái người xung quanh trở thành bad girl hay là những cái người bad boy mà hãy đặt câu hỏi là tôi không biết trong cuộc đời của bạn bạn đã xảy ra chuyện gì để bạn trở thành một người như vậy đó sẽ là cái câu hỏi hay hơn một cái câu hỏi tốt hơn là tụi em đi ra đường và tụi em bắt đầu gặp người này người kia và nói má con đó là gái hư tao là gái ngoan không có chuẩn mực gì để nói em là gái hoang hoàng được hết những người mới gặp chị có thể họ sẽ nói là cái cách nói chuyện của chị thô quá họ sẽ coi chị là bad girl nhưng mà chị thừa thừa biết chị không phải là bad girl đúng không được chưa đừng có dán nhãn đừng có dán nhãn cho người khác và cũng đừng có quan tâm đến chuyện người ta là bad boy hay là bad girl gì hết cái đó là cái sự chọn lựa sống của họ nếu như họ đã sẵn sàng để mà họ được chữa lành và được giúp đỡ thì sao thì chị nghĩ là cái lúc đó tụi em cũng nên học cái cách để giúp những cái người này nha rồi câu cái tiếp nha nóng trong người quá nha vợ chồng mới cưới có phải bắt buộc ở chung với nhau không nếu vì lý do công việc ở xa nhau thì có ổn không chị ổn chứ sao không em có gì đâu vợ chồng thì vợ chồng với hồi xưa chị chị quan bồ cũ của chị và chị chị nghĩ là chắc do cái gu của chị chị thích như vậy xưa giờ chị quen ai chị cũng không có ở với người ta lầu và chị nghĩ đó cũng là một phần giúp cho cái mối quan hệ của chị với mọi người nó được uh, gọi là tôn trọng và tự do tức là ví dụ như chồng cũ của chị cũng là phi công bạn trai cũ của chị cũng là bác sĩ hoặc là những người cũ của chị cũng toàn là business entrepreneur tức là họ làm những cái nghề liên quan đến uh, leader quản lý người hoặc là làm giám đốc hoặc là làm CEO vân vân à, chị rất thích những cái người đàn ông như vậy tại vì chị có thời gian cho chị và họ có thời gian cho họ chị không có thích người nào mà ngày nào cũng gặp nhau hết cho nên đối với chị cái chuyện mà ở xa không gặp nhau là cái chuyện bình thường nhưng mà nếu như em là một mẫu người mà em lúc nào em cũng muốn kè 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 với người bạn đời của em á thì em nên tìm cái người bạn đời hay còn gọi là người bạn trai bạn gái hay cái người phối ngẫu thích hợp với cái gu của em chứ nó không có cái chuyện là ai à, em cưới nhau em nhất định phải ở chung với nhau không có tại vì hồi xưa chồng cũ của chị ảnh phải đi bay có khi 10 ngày anh mới về tháng 30 ngày về nhà chứ có bốn năm lần là cùng mà chị ok với chuyện đó chị không có nhất thiết phải gặp nhiều cho nên là uh, nhưng có nhiều người người ta không chịu được người ta sẽ nói là wow, sao mày đi chồng mày đi một tuần trời mà mày chịu được cái chị nó ủ bình thường á à? có gì đâu không gặp nhau thì nó khi đi về nhà thì mình gặp nhau thì mình sẽ vui hơn theo kiểu khác đó là đó là theo cái tư tưởng của chị nha Còn à, nếu như tụi em mà thích cái gu mà đàn ông lúc nào cũng phải ở cái bên em thì ra yeah, đi tìm tím kiếm những người đàn ông đó những người có những người đàn ông thích ở cái bên nhiều quá Ví dụ như cancel này là cancel là cung gì không biết nữa cung cancel là cái cung gia đình đó họ rất là thích chăm con họ rất là thích ở nhà họ rất là thích gần gũi của người phụ nữ của họ chẳng hạn hoặc những người cung đất người ta cũng rất là thích ổn định người ta cũng không có thích đi nhiều họ cũng họ cũng rất là thích gia đình à, em chọn cái mẫu đàn ông đó còn nếu như em chọn một người đàn ông thích bay nhảy thích bướm lượng thì mà em thì em lại là người phụ nữ gia đình thì em em chọn lộn gu được chưa tương thích thôi rồi tiếp huyền trâm em chào chị nhi em muốn hỏi tự ái có phải là tự đề tôi cái cao của mình là một sự tiêu cực phải không ạ à? em cảm ơn chị chị đã trả lời rất nhiều về tự ái về cái tôi về kiêu ngạo về uh, sĩ diện ok uh, tự ái nó là một hình thức của cả tự cao tự đại cho okay, tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi im đi biết rồi im đi đừng có nói nữa biết rồi tôi biết hết rồi đừng có dạy nữa đó tự ái đó ai mà sửa cái gì kêu mình dốt kêu mình ngu Cái là bắt đầu giải đành đạch lên như con cá chết bà thì biết cái gì bà thì biết cái quần gì bà im đi bà đừng có dạy nữa bà im đi cái miệng bà nói khó chịu quá bà nói mấy cái toàn đúng không mà tôi không có thích nghe đâu tôi không có thích nghe cái đúng đâu tôi thích nghe cái xạo xạo á bà nói xạo nhiều vô cho tôi đó là những cái dấu hiệu của tự ái đó chị mà nói ra cái gì cái là giải đành đạch lên Ok, nhiều lắm chị gặp thường xuyên ok, đó cho nên là nếu như em hỏi chị những người tự ái đó là cái tôi Ừ đúng rồi em tôi hiểu họ to à, đó cũng là một hình thức sống nạn nhân tức là họ ai cũng có lỗi hết tôi không có lỗi gì hết á tôi vậy đó mấy người sống được với tôi thì sống hay chưa không sống được thì đi chỗ khác Nghe cho tôi là tôi là vậy đó tôi là con người như vậy đó được không được không kiểu vậy đó và đa phần cái này là đông lắm người Việt Nam mình cái 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 thái độ nói chuyện kiểu như vậy là đông như quân Mông Nguyên á à, kiểu như là phủ đầu chơi phủ đầu dội nước lên mặt người khác kiểu là tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi im đi nín đi im rồi im đi tự nhiên gửi cái video bà này hoài vậy tôi biết rồi tôi biết bả dạy cái gì rồi tôi biết hết đó. những cái bả dạy tôi biết hết rồi nhưng mà cuộc đời tôi vẫn như cục cức vậy đó được chưa vậy đó dạ yeah. độ đồ yêu quá mà ừ cho tụi mày bà đặt góp ý cho mẹ tụi mày tụi mày cũng có thua gì đâu tụi mày cũng dễ đành đạch như cái chết đó mỗi lần mà đi vô hỏi chị nhi cái gì mà chị nhi mình nói đúng y xì nói đúng y xì cái nó chị nhi chị nhi kỳ quá sao chị nhi lầm lộ hết lầm lộ hết chị nhi kỳ kỳ chị nhi lầm lộ hết ừ. mẹ sống đạo đức giả miết quan rồi mà bị chị nhi lôi ra một cái, cái giải dễ đành, đành, đành đạch đành đạch đành đạch lên vậy nó ok ừ tao biết hết á rồi Ngọc Đỗ, coi lại mấy cái video cũ nha, cái tôi này từ a từ ái cao, sĩ diện nè, rồi bảo thủ nè đó, mấy cái đó chị Nhi trả lời hết rồi nó đều ở trong cái nhóm đó hết á, dạ. Yeah. Đỗ Ngọc, chị ơi, em tên Ngọc, ok, chị thấy em Ngọc Đỗ, Đỗ Ngọc là chị biết em tên Ngọc rồi. Em là em gái, em gái của em tuổi mới lớn và chưa được học về giáo dục giới tính, chỉ có thể dạy cho em gái em về giáo dục giới tính được không ạ? À? Em cảm ơn, em gái của em 12 tuổi. Mấy đứa 12 11 tuổi kéo ghế vô. Kéo ghế vô kéo ghế vô 10 11 12 tuổi kéo ghế vô. Để bà chị, để bà chị quốc dân này nói cho tụi mày nghe về cái chuyện tại sao tụi mày là con gái mới lớn, tụi mày phải học về tình dục. Được chưa? Rồi kéo ghế vô. Kéo ghế vô, kéo ghế vô. cả TikTok nữa, kéo vô, kéo hết vô. Kéo vô kéo vô kéo vô chưa? Rồi nó cho ngay 17 tuổi cũng coi luôn đi nó 17 tuổi vô cô cũng kéo ghế vô luôn đi 17 19 tuổi thứ nhất á ở Việt Nam mình người ta không có giáo dục tụi em về cái chuyện bao cao su ngay tới độ mà Việt Nam mà nó có cái chuyện hài ta còn nhớ là người ta lấy cái bao cao su người ta để cái trái chuối xong người ta dạy người khác là làm sao để sử dụng cái bao cao su bằng cách bỏ cái bao cao su trái chuối xong rồi cuối cùng đi lên bệnh viện và vẫn đẻ như là rạ xong rồi bác sĩ hỏi tại sao đưa bao cô su không xài nó nói thì mỗi lần em chuẩn bị quất con vợ em em cũng bỏ bao cô su vô đấy chuối vậy em tưởng như vậy là con em nó không có đam mà sao nó cũng ra bác sĩ dạy kỳ cục hiểu không tức là người ta cũng không có dám lấy cái mô hình cái bộ phận tinh dục sinh dục của đàn ông và cái bộ phận sinh dục của phụ nữ ra để dạy thì làm sao mà con nít nó hiểu và nó học được tại sao tụi nó coi kênh chị nhi ok nó nghe mấy cái này nó học được tại vì em nhìn thấy á mặc dù chị nhi nói rất là hài nhưng chị nhi không có đem chuyện này ra để chị nhi chăm chọc chị nhi hiểu cái mức độ quan trọng của nó chị nhi hiểu cái chuyện mà nó ảnh hưởng đến tương lai của một đứa trẻ là như thế nào em biết ở bên mỹ bây giờ nó còn ra cái luật là không có phá thai rồi nếu như phá thai em sẽ bị đi tù rồi vân vân nói chung là người ta bảo vệ cái cơ thể người phụ nữ nhiều chừng nào thì người Việt Nam của mình vẫn chưa có ý thức cao về cái chuyện đó và chị muốn những các bạn nữ nè tụi em 10 11 12 13 14 tuổi 15 tuổi 16 tuổi mười mấy tuổi chị không cần biết tụi em phải bắt đầu có cái tư duy và cái ý thức để mà học những cái kiến thức này cho em không cho ai hết không cho cái thằng mà mày đang hung hết không cho cái thằng mà mày đang cho bóp vú luôn được chưa mấy cái thằng đó nó không có quan tâm đến em đâu chỉ có bà chị quốc dân này quan tâm đến em thôi chỉ có bà chị nhi này quan tâm đến em thôi nghe không kéo khúc này vô kéo ghế vô nghe nè nghe nè ngay cả con trai luôn em phải bảo vệ bạn gái của em và em cũng phải dạy cho nó những cái này kéo nó vô bắt nó học coi kênh chị nhi đưa cái video này cho nó để cho nó học được chưa mua bao cao su bỏ trong cặp của em ba má em mà kêu mua bao cao su làm cái gì đưa video này cho ba má em coi luôn được chưa tại vì cái tiền mua bao cao su nó rẻ hơn cái tiền nuôi đứa con nít được chưa nè tao nói thiệt tao nuôi con rồi tao biết mày tin tao đi mày tin tao đi nuôi con mắc hơn mua bao cao su cho nên mua bao cao su đi được chưa rồi học cái cách quan hệ tình dục an toàn lành mạnh để bảo vệ cơ thể của em học như thế nào chị đã nói rồi không có xấu xí gì cái chuyện em thủ dâm không có xấu xí gì cái chuyện là em quan hệ tình dục và em phải đi bác sĩ để kiểm tra OK, tụi mày đừng có tưởng cái chỗ đó của tụi mày là kín đáo, là là này kia kia nọ rồi là ngon lắm. Tao nói cho tụi mày nghe, tụi mày đi đẻ con nào cũng như con đó, tụi mày đi vô phòng đẻ chưa? Hai chục bà, hai chục bà hét ầm ỉ như 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 hai chục con heo nái. Mày nghĩ bác sĩ nó nhìn lờ nhiều như vậy nó quan tâm tới cái lờ của mày đẹp hơn cái lờ con nào hả? Nó không có quan tâm đâu. Đừng có quan trọng nữa, được chưa? Hãy bảo vệ sức khỏe của mình, coi cái bộ phận sinh dục của mình như một cái phần khác trên cơ thể của mình, nó như mắt mũi miệng của mình thôi nó cần được chăm sóc, nó cần được quan tâm. Và hãy coi cái chuyện đó nó bình thường. Em mà còn cảm thấy cái chuyện tình dục nó là nhục nhã, em còn cảm thấy học cái chuyện này á mà nó làm cho em trở thành một con người xấu xí đi đồi bại đi á mà ai suy nghĩ như vậy á, em né nó ra, nó không phải bạn em đâu. Em né nó ra, nó cũng không phải người yêu em đâu. Được chưa? Tại vì người yêu em, người ta phải chăm lo đến sức khỏe của em người yêu em người ta phải dạy cho em những cái kiến thức này để em không để cho mấy cái thằng dơ giấy nó cứ thích là nó chọt vô người em được không được không cho nghe không cho nghe mà nhất những cái thằng á mà nó nói với em vậy nè em em nghĩ em không cho anh em ngon hả em không cho anh thì con khác cho để đi con khác cho nó để mấy cái con ngu khác cho nó mắc mới gì mày nghe như vậy xong mày nhột xong rồi mày đưa cho nó rồi mấy thằng con trai nó hay thích chơi cái chiêu này nữa nó sẽ nói là ơ ờ, Ờ, em mà không cho anh anh bỏ em anh đi ân con khác cho nó đi ân con khác luôn được chưa mày nên nhớ một cái lờ của mày á muốn 10 cái cờ cũng được chứ một cái cờ của nó á, kiếm được một cái lờ là hơi bị lâu á giờ em muốn tán gái em đừng dễ cho tôi con gái nó quất lắm mà trù mày phải dắt nó đi ăn mày phải đi tán tỉnh nó mày phải đi dụ nó hai tuần ba tuần dỗ ngon dỗ ngọt anh yêu anh lắm em lắm anh hứa là anh sẽ mua cho em cái nhà con đã tục quần nó cho quất chưa cho nên hãy nhớ nè em là con gái em đi xuống dưới đường á thằng đứng xếp hàng muốn quất mày thằng con trai đó mới đi xuống dưới xếp hàng 15 đứa con gái nó chạy hết không thằng nào muốn không có con nào muốn quất nó như nó như như cái miệng nó nói đâu tụi nó chỉ giỏi chơi cái trò khống chế tụi mày bằng ngôn ngữ thôi được chưa tỉnh táo ra em không tin vô lời đàn ông nói nghe mua bao con su cất trong người nha coi những cái video quan hệ tình dục lạnh mạnh em có thể lên YouTube để coi bác sĩ họ hướng dẫn họ dạy không biết nữa thì kiếm mấy cái video đó xong rồi kiếm nó ở sắp tay tổ để coi được chưa Trời ơi má tao dạy tới như vậy rồi đó mà cũng không bảo vệ được bản thân nữa Thôi đó nghe chưa Nghe chưa mấy cái đứa này Tụi bay mà để cho mấy cái thằng này mà hắn 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 vô hắn nhét vô người Tụi bay là tụi bay của chừng ấy, nghe chưa Ta nói cho nghe nghe cho ta nói cho tụi bay biết nghe chưa Nghe chưa Đừng có tin vô đừng có tin vô mấy cái thằng này Tụi nó cũng là con nít mới lớn tụi nó hứng lên tụi nó chỉ muốn quốc thôi chứ tụi nó cũng không có kiến thức đâu à không người có kiến thức ngồi đây á thì không có ai mà nghe hết đi vô là thôi á chu bà, bà nhi sao bà nói ra hết lộ hết giờ con trai tụi tôi đi quốc thằng con nào được đây làm sao đi dụ được mục đích của tao là dạy cho con gái việt nam nó giỏi hết cho tụi mày tự thủ dâm cho tụi mày chết cha tụi mày luôn cho tụi mày đi mua lotion tụi mày chơi rồi tụi mày mua vaseline tụi mày tự xử ok rồi mua tất rồi xài đỡ đi được chưa vắt cà vắt ớt đồ gì đó tự xử được chưa chứ mình không có mình không có cho đàn ông mình không có cho đàn ông tình dục nữa nghe ngoan nghe chưa rồi mấy đứa mà không có tiền mua bao cao su riêng cái tiền bao cao su chị như cho tiền mua được chưa tao sẽ làm một cái hãng chắc tao phải làm hãng bao cao su nhi lê luôn và sau đó tao sẽ phân phát cho mấy đứa mà đi coi kênh youtube của chị nhì miễn là mày coi kênh youtube của chị nhì chị nhì sẽ phát cho tụi mày bao cao su luôn trời ơi chị gái quốc dân tài trợ bao cao su được không tao sẽ tạo một cái quỷ là quỷ bao cao su tao sẽ mua bao cao su cho gái mà coi kênh của tao rồi mấy cái con nào mà muốn được nhận bao cao su đi qua bên kênh uh, facebook của chị Nhi nhấn follow đi được chưa khi nào mà cái chị ba má em không cho tiền em mua bao cao su chat với admin của chị tao xích trích quỷ của tao ra để tao đưa bao cao su cho tụi mày tao thà cho tụi mày bao cao su để tụi mày không có quan hệ với vẫn để tụi mày không đẻ con nít bún bò tao lấy quỷ bún bò của tao tài trợ bao cao su luôn tao chơi sang vậy đó được chưa đứa nào mà đứa nào mà theo kiểu như là nó nói ngu nó bị đóng phạt thì cái tiền đóng phạt đó sẽ suy su, trung sung sung vô công quỷ để đi mua bao cao su bao cao su cho mấy cái đứa mà gọi là ba má không cho tại vì 10 10 12 tuổi tụi nó không có tiền để mua bao cao su được chưa rồi tao nói tới cái đà này là mấy cái thằng con trai chết hết chết hết mấy cái thằng con trai chết hết trời ơi chị nhi đỉnh quá hả tiktok có tao khỏi nói thuốc tránh thai đừng thuốc tránh thai em uống nhiều không tốt đâu em uống nhiều sau này không đẻ được được chưa Ê Mấy cái đứa mà đi vô mà nói Chị em không có tiền mua bao cao su đưa gửi chứng minh nhân dân qua ngay giờ tụi mày 30 tuổi mà đi qua đây xin bao cao su Tao tao quất vô trong đầu nghe chưa 30 tuổi ăn hại hả Đưa chứng minh nhân dân tao mới coi mày dưới 12 tuổi tao mới cho nghe chưa Ngay chưa mày tưởng tao ngu hả ta cả cái đất nước Việt Nam đổ vô biểu ta đưa bao cao su rồi, rồi, rồi ta lấy cất bao cao su đó ta đưa hả trời ơi 18 19 tuổi tự đi mua được rồi mấy đứa 11 12 tuổi ở nhà ba má còn nuôi thì khác Ừ trời ơi mấy bạn nghe sung sung lắm em xếp hàng em đứng đầu em đứng đầu đầu cái cục cức mày mà trên 18 tuổi mày đi ra nghe chưa 15 16 tuổi tao cũng không cho luôn tao chỉ cho mấy đứa mà còn nhỏ xíu thôi mấy ông bà ngon lắm chục 16 tuổi được không chạy không 16 tuổi đi bưng nhà hàng được rồi đi làm bán trong mạc Donald đồ được rồi đi bán trà sữa được rồi đừng có tàu lao bữa trên đầu 22 tuổi mà còn đi sinh Diễm tao quốc lên đầu mày bây giờ 22 tuổi mà còn đi sinh bao cô su hả mày không biết nhục hả mày ăn hại trời ơi mấy đứa 12 tuổi lấy là về làm gì chạy trời ơi mày vẫn chơi con nít bây giờ 10 tuổi nó đã quất đùi đùi rồi 12 tuổi mà nó nó làm tới đâu rồi tụi mày đừng có coi thường tụi nó nghe chưa rồi câu cái tiếp ái nhi ái nhi chị nhi ơi ái nhi hỏi chị nhi là làm sao để không gặp mấy anh quen mình chỉ vì tình dục à chị em là người năng lượng thẳng thắn không hiểu sao gặp toàn mấy anh toàn mấy người muốn quen em vì tình dục thì mày thấy thằng nào quen mày vì tình dục mày đi chỗ khác trời ơi mấy cái con này tụi mày kỳ cục ghê á người tao tao đã nói không có thằng đàn ông nào thấy gái mà không thích quốc tại sao tụi mày cứ đi ra lý luận là tại sao đàn ông ai cũng thích em vì muốn quốc vậy ủa chứ mày nghĩ mấy thằng gặp tao có thằng nào không muốn quốc không tao biết chứ kệ mày nó chứ nó muốn nhưng tao có cho hay không là chuyện của tao và em cũng như vậy. Thằng nào chẳng muốn. Nhưng em cho em không là quyền của em. Em không chờ em đi qua chỗ khác. Đi qua chỗ khác gặp thằng khác. Trời ơi em ơi thế giới này 7 tỷ người. Em lo gì em không gặp một cái thằng đàn ông mà gặp em mà không yêu em tử tế. Trời ơi. Đừng có lo. Đừng có lo nghe không. Chị nói cho nghe nè. Đàn ông á. Nó mà nó ân em bởi vì tình dục á thì chứng tỏ là em chưa phải là cái người đúng thời điểm và thích hợp để nó kiếm để làm vợ được không? và cái mục tiêu của em nếu như là mục tiêu của em đi kiếm đàn ông để làm vợ cho nó thì em cứ tiếp tục đi tìm thôi nhưng mà trên cái con đường em đi kiếm đàn ông đừng có quên là nâng cấp bản thân thôi như chị 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 không còn cái chuyện mà suy nghĩ đi kiếm đàn ông nữa cho nên là tao chỉ khuyên những cái con bánh bèo dư dụng như mày đi kiếm đàn ông thì sao thôi chứ mày hỏi tao á tao không có đi kiếm đàn ông nữa cho nên tao không có khe nghe không đó vậy thôi nè đây là một trong những cái câu mà tao thường xuyên được nghe luôn nè giờ tao sẽ trả lời em có quen với công an mà lý lịch của em không thể kết hôn với anh ấy vậy em có nên tiếp tục hay là dừng lại câu trả lời của chị nha mày hết người ân hay sao mày đi ân công an mà công an việt nam nữa tao thiệt chị sẽ không có ủng hộ và nếu như em hỏi chị tao sẽ thà đi ân một cái thằng dân thường ở việt nam còn hơn đi ân một thằng công an tại vì sao tao sẽ nói cho mày nghe tao không có đi nói xấu công an nghe tao không có đi nói xấu công an nhưng tao sẽ nói thẳng cho mày biết luôn á là mấy cái thằng mà đẻ ra mà làm con con nhà lính tính nhà quan rồi á mày cưới về mày chỉ có khổ thôi chấm hết nói vậy thôi ok tao không có đi nói xấu tao nói thẳng cho tao không có đi nói xấu tao rảnh rồi tao nói xấu cái okay. con mày thích còn mày ở được như vậy và mày xác định được như vậy thì đó là cái sự chọn lựa của mày đừng có vô đây than chị mân công an em khổ quá chị bày cho em cái cách để mấy bà cũng đủ lắm mấy bà ngay cái chất công an mấy bà kiểu như là ư công an là ngầu lắm Không có em Không có đâu em con nào cũng nghĩ nó ngầu hết đó ok mày ân một cái thằng dân thường đây một thằng dân đang mà nó có nhiều tiền nó nuôi được mày cần cất gì công an công an là quần gì mày ân về tối nó đi ăn nhậu suốt ngày nó đi với gái suốt ngày mà ở nhà mày ôm con mày khóc à mày ân được cái mã thì mày cũng sẽ sống với cái mã đó được chưa mẹ ăn 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 Th thích mấy anh tên công với mấy anh tên an thì cũng được được chưa còn mấy anh mà vừa công vừa an luôn á thì suy nghĩ cho kỹ chưa vậy đi kiếm anh công nè ở đây có anh nào tin công không anh nào tin công độc thân vô tay cái coi anh nào tin an độc thân vô tay cái coi mấy cái, mấy con này nó đang kiếm nè nhanh lên ai tin công ai tin an vô tay vô tay ở đây có anh quân anh quần không vậy rồi có anh hải nè có anh trường nè trời ơi, công an đẹp trai lắm chị ơi mấy cái bà tiktok xí sọn này đẹp trai bỏ vô nồi nấu được không mày Tao là tao thấy đẹp trai bỏ vô nồi nấu không được rồi đó. Mày thấy nấu được thì mày xài đi. Ok. Có anh Kha nè, rồi có anh Vinh nè, có anh Trung nè. Trời anh Trung sao muối, muối nào mới nấy như muối sầu riêng không vô ân. <laughs> có bé an ở đây có bé an chứ không có anh an rồi trả lời xong rồi đó người kế tiếp ở việt nam mai phương hỏi ở việt nam việc xem phim sách hoặc những phim thể loại phim sách như là phim sách education bị bệnh bị xem là bệnh hoạn chị nghĩ sao à chị không nghĩ sao hết em tại chị không ở việt nam em nghĩ sao đó là chuyện của em đừng có đi vô đây và hỏi chị những cái câu là chị nghĩ sao về điều này chị có suy nghĩ gì về điều này quan điểm cá nhân của chị về là tao dạy kiến thức đúng tao không có quan điểm cá nhân tới lần thứ bao nhiêu tao phải nói cho tụi mày cái câu này nữa không có quan điểm cá nhân ở đây không có cái từ gì cá nhân ở đây không có cái kiểu là chị nghĩ là ơ chị đoán là theo chị là theo cái mà chị biết là không có ok tao sẽ nói thẳng luôn nếu em vẫn còn có tư duy như những người Việt Nam khác là học những cái liên quan đến tình dục hay học những cái education em để chăm sóc và bảo vệ cơ thể của em sức khỏe của em là điều nhục nhã thì em cứ tiếp tục như vậy đi được chưa còn đối với chị học những cái điều đó chứng tỏ em là một người trưởng thành tại vì chị hỏi em bác sĩ có phải học những cái này không mày không học làm sao nó tách tụi mày ra được khi mà cái cờ với cái lờ của tụi mày dính vô rồi đi vô nhập viện tôi nó phải học cơ chế ở cái chỗ đó hoạt động như thế nào người ta phải học cái lờ nó hoạt động như thế nào để anh để người ta đỡ đẻ được cho mày chui ra chứ tự nhiên mày chui ra đời hả à, muốn quất cái quạt vô đầu á tới khi nào mấy người mới đi học những cái chuyện này một cách tử tế hả trời ơi, mình đâu có cần nhất thiết phải là bác sĩ để học những cái kiến thức cơ bản này phải học để coi coi tại sao ở dưới của phụ nữ nó co thắt làm sao đàn ông nó xuất tinh tại sao khi xuất tinh xong thì nó bị xìu xuống tại sao đàn ông xuất tinh xong thì người ta lại buồn ngủ những cái chuyện đó em học chỉ để em hiểu cái cơ thể của người khác thôi được chưa còn mày học cái chuyện này xong cái tụi mày đem cái chuyện này ra rồi tụi mày đi 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 cười nhạo xong rồi mày kêu, kêu ơ ơ kỳ quá ơ ơ chị nhây bày mấy cái này kỳ quá kỳ thì đi ra đi ra và tiếp tục vô tao có bị mày học đâu trời ơi ai biểu mày học mày thích sống như mấy người kia thì mày sống như mấy người kia mà tụi mày hay đi vô đây để tụi mày sân si với tao lắm một là tụi mày sân si với tao hai là tụi mày thích hơn thua với tao ba là tụi mày thích theo kiểu là chị phải nói cho em biết là chị sai em đúng hoặc là chị đúng em sai một là đúng hai là sai không có được ở cửa giữa cửa giữa là em không chơi tại sao phải đúng với sai em có cái cách chọn sống của em chị có cái cách chọn sống của chị kiến thức của chị là cái cách thì chọn sống với chị chia sẻ cái chị học được và chị kiểm chứng và chị biết nó đúng chị biết nó đúng luôn chứ chị không có phải nói theo kiểu là ờ, nói nhưng mà không có chắc là nó đúng hay không, không tao khẳng định với mày nó đúng luôn á hiểu không <laughs> hiểu không tại vì sao tại vì chị trải nghiệm rồi vậy thôi những người người ta đã trải nghiệm rồi người ta sẽ có quyền nói cái điều họ trải nghiệm là đúng và tất nhiên mỗi trải nghiệm nó sẽ khác nhau có những người người ta trải nghiệm người ta sẽ không có đồng ý quan điểm của chị thì đó là cái cách sống của họ ok và người trưởng thành người ta sẽ tôn trọng quan điểm cá nhân của nhau người ta sẽ tôn điểm, tôn trọng quan điểm cá thể của nhau ok bác sĩ cũng phải học mấy cái này ủa chứ mày nghĩ bác sĩ không học mấy cái này rồi mày đi vô bác sĩ mày hỏi ơ tại sao ở dưới con bị ngứa vậy bác sĩ ơi bác sĩ làm sao cho con hết ngứa ủa chứ mày nghĩ tự nhiên bác sĩ họ biết thuốc gì đưa cho mày uống rồi này, này cái, cái nọ trong kênh của chị đứa nào là bác sĩ đâu giơ tay cho chị coi coi nói cho chị nghe coi đúng không vậy tụi mày đi học có phải người ta bày mày cái cờ cái l giáo dục tình dục trong cái chuyện mà tụi ngoài học là bác sĩ không nói cho tụi nó nghe thả comment xuống thả comment xuống thả comment xuống liền thả comment xuống bác sĩ y tá những cái người mà học về cái ngành này nói đó em nè có em nè rồi bảo nói chị nghe coi bảo nói có bác sĩ của chị đúng chị em có đi học nè đó một con bác sĩ bên kia nói ba mươi tuổi bác sĩ nè nè phú nói với chị nghe coi chị nói đúng không sinh viên y khoa này chị rồi nói cho chị nghe coi còn nha sinh viên này đó sinh viên bác sĩ nói dạ đúng chị nè phải học hết nè thấy chưa tao nói tụi mày là cái kiến thức đúng chứ tao không phải tao giận lên đây để tao dạy cho tụi mày đi học mấy cái này là đi học có điều đúng đắn đừng có đợi trở thành bác sĩ mới phải học mấy cái này mày không cần bác sĩ mày cũng học được cái này tao có phải bác sĩ đâu mà tao cũng tự mò tao học được nè nè sinh viên nè sinh viên y khoa nè sinh viên bác sĩ nè đó y dược nè trời ơi, đợi tới bác sĩ mới học lên google search dùm con cái mấy má điều dưỡng mà còn phải học nè trời ơi ăn hại học từ đầu đến đích kìa tụi nó còn phải học phân màu nào phân tiêu chảy là sao phân màu đen là sao phân màu vàng là sao phân bón bón cục là sao đúng không gây ra chứ không tụi nó lại cao chị như dựng chuyện nữa đúng không tụi mày còn phải kết học màu phân màu nước tiểu tại sao nước tiểu màu vàng đậm màu vàng dừa màu trắng quá là cũng không được rồi tại sao phải hơi vàng vàng rồi nước tiểu mà màu xanh lá cây là sao đúng không trời ơi rồi tụi nó phải học phân tiêu chảy là sao phân bón em bé mày biết tại sao tao biết không tại hồi tao đã eva ra phân của nó lúc mới đẻ tao nhìn tao hết hồn tao cái ủa sao phân eva nó khác phân của chị vậy hồi đó bác sĩ nó mới giải thích tại nó uống sữa mẹ thì cái phân nó khác rồi uống sữa bột uh, formula nó khác trời ơi hết hồn luôn tụi nó còn phải đi đi phân biệt cất đó là cất này là loại cất nào đó trời ơi xanh lét luôn đó kia Nguyễn vi này kia bác sĩ nó trả lời cho tụi mày kia thấy chưa được chưa rồi học nghe đừng có vô đây lên ái nữa ha thằng phước nó kẻo đang ăn cơm dường như nói chuyện cất phước tại sao mày đang ăn cơm mày mở kênh tàu chi vậy đang bữa bưởi kệ cha tụi mày chứ <laughs> mấy đứa này nó canh đúng lúc ghê nó coi kênh Ê đang coi chị Nhi tụi mày biết là tao hay nói mấy cái chuyện liên quan đến những cái thứ mà này 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 nọ nọ rồi xong rồi tụi mày đi vô đây tụi mày các em đang bưng tô cơm chị kỳ quá rồi ăn cháo rồi thôi nè có đứa nó đang ăn cháo luôn <laughs> ăn cháo ăn cháo mà chị Nhi nói tới ỉa chảy là nó giống lắm nó khớp kinh lắm Trời ơi mày đang cháo hả Khớp dễ sợ <laughs> Đang ăn bơ dầm sữa Bơ dầm sữa nữa Ôi <laughs> oh, má ơi Ôi oh, tao mệt quá <laughs> Trời ơi bò kho màu cũng hợp lắm á Bỏ luôn tôi cháo <laughs> Nè con quỷ trân Mày kêu bơ dầm cục cục nữa chứ Con quỷ <laughs> Ok trả lời câu tiếp ngày mấy đứa Thôi đừng có thôi đừng có nói chuyện cất ỉa đồ nó mấy đứa nó đang ăn cơm im lại à mà để nói cho nghe đừng có nói chuyện cất ỉa nữa nói chuyện Eva nó mới đi toilet thôi chưa là cái cục vàng vàng nó sắp tục ra quần nó đi vô toilet tao không có nói những cái ỉa nữa tao chỉ nói eva nó sắp rớt cái cục vàng vàng á mới vậy vậy giúp việc la rồi thôi rồi quay trở lại trả lời tiếp à <laughs> gia huy hỏi bà nội em ý chị chuyên gia đi nói xấu sau lưng mẹ em làm sao để bà em đừng có nói xấu mẹ em nữa hả chị trời ơi. Chị thấy ở Việt Nam mình vậy nè, mấy cái bà mẹ chồng á mà con trai mình cưới phải cái con vợ mà mình không có ưa, mình không có thích á, cái là bắt đầu có cháu là kiểu như là nói xấu dựng chuyện rồi làm cho kiểu như là phải lục đục, phải có chiến tranh rồi phải có phải có kiểu như là phải phải có drama xíu, kịch tính xíu chứ không cuộc đời nó chán á chị thấy mấy đứa con nít như vậy chị thấy tội nghiệp nó lắm tại vì tụi nó giống như cái cái cục bông gòn hay còn gọi trái banh ở giữa để cho hai bên nội ngoại đá qua đá lại đá đá tới đá lui á em ok cái chuyện gia đình là cái chuyện mung thở chị chỉ có thể nói với em một câu vậy nè mày đợi mày lớn rồi mày đi ra khỏi nhà mày đi chứ không còn cái cách nào khác nữa tại vì nó không bao giờ mà nó hết hết á không bao giờ nó hết hết á thì cái cái chuyện mà nói xấu qua nói xấu lại rồi kiểu như giận chuyện rồi tàu lao tại em biết sao mà mấy cái người mà càng nghèo càng thất bại họ càng đi kiếm mấy cái chuyện này chị nói chị nói thiệt em mà có buồn chị chị sao chị nói xấu bà nội em vậy tao không có nói xấu tao nói thiệt chứ tao không có nói xấu hiểu không tao nói công khai tao không có nói xấu sau lưng tao nói public tao mở camera lên tao nói luôn rồi tao đăng lên youtube cho toàn thể người dân việt nam nghe luôn là tao đang nói bà nội mày á, là rảnh háng á hiểu không cho bà nội mày coi luôn đi Chết tao là tao không có, có nói xấu sau lưng người ta chơi xuống nói xấu sau lưng làm cái gì chị ơi ngọc em kêu cái gì cái gì tao không có nói xấu sau lưng mà tao nói trước mặt tao quay camera tao đăng public để cho mày mở cho ba má ông bà nội ngoại mày hai bên coi luôn ok làm ơn đi ra ngoài đường ở đừng có ở trong nhà để kệ bà hai bên nó thích nói xấu sao kệ mẹ nó dạy đi ha nói xấu sau lưng là cái trò xưa rồi lớn một người lớn mình phải chơi nó xấu đứt mặt che ai là che đứt mặt che sau lưng là cái gì câu cái tiếp chị đã từng bị kỳ thị chủng tộc chưa và cách để đối diện với chuyện đó là như thế nào em sắp đi du học và em nghe kể chuyện kỳ thị chủng tộc ở nước ngoài có thật không hả chị ừ có em ok có mà nhiều lắm hồi chị mới qua chị cũng bị sốc văn hóa chị cũng thấy là ở châu á với châu á mà người ta còn kỳ thị mình chứ đừng có nói gì đi qua bên phương tây rồi chị cũng có dịp đi du lịch nước ngoài này nọ thì chị cũng biết được là người ta nhìn mình người ta cứ nhìn châu á là người ta cứ tưởng đứa nào cũng cũng là trung quốc hết mà trung quốc thì em biết rồi nổi tiếng thế giới làm sao rồi thì cho nên là đi tới đâu là tụi nó cũng hỏi là mày là chinese hả mày là chinese hả kiểu vậy đó cái xong rồi mình không biết nói Chinese cái nó nói mày là Chinese mà sao mày không biết nói Chinese um, riết rồi đến một thời điểm mà em cứ qua cái chuyện đó thôi em phải biết là giống như cái chuyện ở Việt Nam mình cũng có những cái người mất lịch sự khác ví dụ như hồi xưa chị từng quen bạn trai của chị là người nước ngoài đi Việt Nam mình là tụi nó cười nhạo tụi nó kêu ê da của mày bôi cái gì mà mày đen quá vậy rồi xong thấy mấy cái dài thằng da trắng là ê tóc của mày bôi cất hay sao mày vàng vậy người việt nam mình cũng mất dạy lắm chứ người việt nam mình cũng có hiền hậu gì đâu người việt nam mình cũng cũng kiểu kỳ thị chủng tộc rồi thấy mấy thằng tây ba lô đi qua là ô mấy thằng tây đó nó ngu lắm tụi mày lừa tụi mày khôn lõi được nó lần thôi nó đấu về việt nam để nó đi du lịch nữa tụi mày cũng đó móc mỏ ra ok thì nó nó tương tự như vậy chị nghĩ chính cả người việt nam mình cũng kỳ thị chủng tộc chứ đừng có nói gì với thế giới và cái chuyện kỳ thị chủng tộc là cái chuyện muôn đời nó sẽ không bao giờ kết thúc cái cách để kết thúc đó là em không có quan tâm đến cái chuyện đó và cái cách để kết thúc đó là em hãy bắt đầu bằng cái chuyện là học cái cách để bảo vệ mình và nếu như người ta không hiểu mình là ai mình không có nhất thiết phải giải thích mình đi kiếm những người bạn nào mà có văn hóa hơn những người bạn nào mà có kiến thức về số đông những người bạn nào mà đã học về nhiều cái văn hóa trên thế giới ví dụ như chị bạn của chị đa chủng tộc lắm đen trắng trung quốc việt nam cũng có rồi đức pháp canada tây mỹ nói chung là chị chị không có thiếu cái quốc tịch nào mà chị đã từng nói chuyện hết và đó cũng là một cái nét đẹp của cái chuyện kết hợp với những cái người nước khác tại vì em học được rất là nhiều từ họ người indonesia họ có suy nghĩ sao người malaysia họ có suy nghĩ sao người philippines họ có suy nghĩ sao người úc người ta có suy nghĩ sao canada suy nghĩ sao rồi người europe là người châu âu người ta suy nghĩ sao người từ anh người ta suy nghĩ sao người mỹ suy nghĩ sao đối với chị ở singapore là một cái cơ hội nó giống như cái chuyện là làm cho chị được mở cái tầm nhìn của chị ra một cái thế giới rất là khác và em học và em nhận ra là cái đất nước nào nó cũng có cất hết, nước nào nó cũng có vấn đề hết. Đất nước nào nó cũng không có đẹp như em nghĩ và chỉ có cơ hội khi em học với những cái người đó trực diện như vậy em mới học được là ồ, oh, thật ra là mấy thằng tây nó cũng không có ngầu như mình nghĩ như trên phim, tụi nó cũng có mấy cái thằng uh, dạng như là kỳ thị giống tộc y như Việt Nam mình y như châu Á của mình Ok chỉ có mình educate tức là mình nâng cấp mình lên để mình không trở thành một trong những đứa tụi nó và nếu như mình gặp những người như vậy thì mình kệ mẹ nó mình đi ra mình tìm những cái người nào mà trưởng thành để mình chơi đừng chơi với mấy đứa mà vẫn còn dốt đó vậy thôi Trời ơi chị thì trả lời câu này rồi mai mày đè nó ra mày giết giết dâm nó lại chị ơi tự về bản thân bằng cách nào trong trường hợp bị cưỡng bức anh ơi em bị hiv anh quốc anh giờ anh quốc luôn không em tụt quần nó cho anh quốc luôn tao bày mày rồi bày rồi kiếm cái video cũ lại đi nè tao nói cho mấy đứa mà sợ bị hiếp dâm chị nói cho nghe nè đừng có sợ em được chưa tao bày cho thích thì cầm cái chai gì đen đen á cái chai bút màu được cái gì đó mỗi lần mà trai nó tấn công nó xịt vô dưới đen thui thù lù nó nhìn nó đéo giống nắm quất nhát con cu nó vô đâu được chưa không thì lấy mực á mỗi lần mà mình nấu ăn á hiểu không cái túi mực mà mẹ mình vứt á đừng có vứt cái đó em rửa được không sao hết nhát nó vô một cái ống gì đó rồi cầm theo thích thì trát lên người nhìn như cất vậy đó không có thằng nào thèm đụng hết á yeah. chưa còn, còn còn chơi lớn nữa thì mua ba cái thứ tàu lao trát lên người sô cô la nè nhát lên đen 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 rồi mua bơ đậu phụng nè thiếu chai gì thứ trát lên trên người gớm như cho tao thích nữa thì mua mấy cái thứ mùi 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 cầm theo xịt lên xịt lên người thúi thiệt là thúi luôn rồi xong nó hỏi cái gì vậy em Cái kêu dạ em bị hiv giai đoạn cuối thôi anh quất đi nhào vô anh nhào vô không mấy em quất anh luôn suốt này sợ 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 coi coi con gì ngay tới như vậy rồi con đi sợ mấy cái thằng này trời ơi mày phải làm sao cho tụi nó sợ mày luôn làm sao cho nó sợ mày làm sao anh nem cạc em nè lần sau đưa cho đồng bọn anh biết để biết mặt mũi em luôn để khỏi mất công đi qua đây cứ đòi xin quốc em miết à cứ đòi hiếp dâm em biết nè em cạc anh muốn bao nhiêu cái bạn anh có bao nhiêu thằng bao nhiêu thằng muốn hiếp dâm nó đi em phát cạc cho rồi anh cầm về nhà anh chia cho từng đứa nghe anh chia cho từng đứa chứ anh đừng có xài một mình nghe anh vậy thôi trời ơi bố mắm rút mắm rút không cần thiết mắm rút vẫn còn thơ mai mắm rút ăn vẫn còn ngon không cần phát nam cạc luôn với chị in sẵn nem cạc bỏ cái mặt mày lên đó luôn hiv giai đoạn cuối tên tuổi địa chỉ số nhà số điện thoại tao bảo đảm mày tụi nó né không một thằng nào đến làm phiền mày luôn mẹ mấy cái thằng này giái được bao nhiêu mà cứ đi ra đường cứ cứ dơ như vòi nước ai cũng muốn chọt bực bội còn mấy cái con này nữa mày sợ cái quần gì mấy cái thằng này trời ơi mấy cái thằng mà dơ 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 như vòi nước này á là mấy cái thằng mà mày càng vũ bảo lại là nó chạy ok chị chị sẽ nói cho em nghe nè nó mà gặp mấy cái con như chị là trời ơi trúng bánh e kể cho nghe mới vui nữa nè kể cho nghe mới vô cái ghế sát vô cái ghế sát vô cái ghế sát vô mấy đứa hôm bữa nửa đêm gần nửa đêm rồi nghe thì tim của chị nó có cái nhóm chat gọi là nhi chat là ở bên telegram có có một cái thằng biến thái nó vô nó nói là có chị em nào rảnh đêm nay có muốn có muốn chat có muốn chat sách với em không có tự nhiên tổ admin của chị nó nó có nó cũng nhảy nó con nít mà em nó sợ nó hoảng nó kêu mấy bạn ơi mấy bạn đi qua bên kia xóa cái thành viên nó đi bạn đó đang bạn đó đang kêu mấy cái bạn nữ chắc xét rồi làm phiền mấy bạn nữ trời ơi tao bay vô liền tao bay vô liền mấy đứa nó xóa mẹ nó mất nó block cả thằng nó mất cha trời ơi trúng tao là má sướng luôn là đem nó tao cho nó chát xét public luôn tao cho bốn trăm năm con người con cu nó luôn tao đợi cái khoảnh khắc đó không á mà tự nhiên cái tổ admin của tao nó tháo cái thằng đó ra trời ơi tại sao nó tháo ra vậy tao cũng không biết nữa admin của chị từ giờ nghe nè ai mà chát xét á gửi số điện thoại và số tài khoản của chị qua cho nó để đó tao để đó tao xử mấy thằng đó là phải đưa cho tao mấy thằng đó là phải đưa cho tao tụi mày không làm được cái quần gì thì đưa cho tao tức dễ sợ tao bay vô cái nó block mẹ nó mất trời ơi trời đất ơi lâu lâu tao mới trúng mánh được một bữa để tao đi dọn trời ơi trúng mánh mà cuối cùng admin tao hớt tay trên nghe không rồi mấy đứa kéo ghế vô cái vô ghế vô chị nói cho nghe nè lần sau nghe không lần sau nghe không em mà bị đứa nào mà dụ chát chát sách này nọ mà gửi hình cu hình đồ qua cho em á rồi có nít này nọ nữa đưa nít chị nhi cho nó chị này chị rảnh lắm này anh anh ơi chị này có nhu cầu chát sách này em đưa cho anh anh anh, anh. chị này nè mẹ đơn thân này chung mấy bà này hứng kinh lắm anh anh vô chát đi mày đưa mày đưa nó đây cho tao trời ơi tao xử đẹp cho nghe không mấy đứa nghe không đừng có sợ nghe không đưa đây cho chị nhi nghe chưa trời ơi rồi giờ tụi mày biết tụi mày biết cái nơi để cho tụi nó địa chỉ được chưa biết cái địa chỉ để mà đưa cho mấy thằng muốn chắc xác với em chưa biết địa chỉ chưa chưa biết phải không chưa biết phải không chưa biết đi qua hỏi admin nó cho ta nó cho cái tài khoản ok tao cho tụi nó nổi luôn ừ. nổi lên bền luôn nổi như là cất trôi xong ok tao cho tụi nó nổi luôn được chưa? Từ giờ, từ giờ admin của chị không được phép xóa mấy cái bạn mà muốn chat xét nghe chưa? Thấy chưa? Rồi. À, tao tao dính rồi với tụi mày tưởng tao không dính hả? Trời ơi, hồi xưa tao mấy thằng nó gửi hình cu qua luôn. Trời ơi. Tao gọi điện luôn, nó tưởng nó gửi hình cu qua tao sợ, tao gọi video nó luôn. Trời ơi, tao gọi luôn mà, tao gọi tao quay màn hình nó lại luôn. Nó ô, giờ tao biết mặt mày rồi nha. Rồi, À, đợi xíu nha tao đăng qua đây bên trang diễn đàn này má nó khóc luôn nó khóc nó lạy tao luôn tao làm một lần chứ mấy ok em mày còn đồng bọn mày bao nhiêu thằng nữa nhớ cho nó biết cái số điện thoại của tao để nó né né ra nha má tao quất cho một lần thôi là nó tưởng Châu, đưa qua đây đưa tài khoản qua đây được chưa mẹ có, cái cờ có bao nhiêu đâu mày đặt khoe 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 một lần thôi một lần và mãi mãi chúng ta sẽ hát ca khúc đó ba mẹ em cấm em xem kênh chị nhi tắt video chị nhi mỗi khi em coi em nên làm gì hả chị em rất thích những kiến thức chị dạy nhưng ba mẹ em lại không cho em được coi kiến thức của chị nữa em phải làm như thế nào để ba mẹ em đừng cấm em xem kênh của chị hả chị trời ơi đứa nào mà nói trong nước mắt thương quá vậy Trời ơi Đứa nào nói trong nước mắt thương Tội nghiệp Tội nghiệp Chị nói mấy đứa nghe nè Nhiều những cái bạn mà Học kênh của chị Và bị ba mẹ phản đối lắm song song với cái chuyện là học kênh chị Và có những cái người mà được ba mẹ ủng hộ Ok Chị nói sẽ có, có những người ba mẹ ủng hộ Em biết tại sao không Tại vì tụi nó học kiến thức của chị xong tụi nó về tụi nó bày lại ba má tụi nó và vô tình trúng bánh làm sao ba má tụi nó lại là người rất là open tức là mở lòng mở lòng để mà 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 nghe những cái kiến thức của người như chị ví dụ như con trâu trong tim của chị nè chị bày nó trộn ba má nó bán phở tao bày một phát nó nói chị nhi bán sạch nước luôn giờ ba má em năn nỉ mà học chị nhi luôn tao giống mày tao đăng video đó cho mày nghe mày phải nghe từ chính chủ mày mới biết được là cái cái, cái khả năng gì như dạy học là giỏi như thế như nào tao dạy từ con nít cho tới, tới người già ok người nào tao cũng dạy được mày đang kẹt ở chỗ nào tao cho mày thông thông cống ngay cái chỗ đó luôn mà chứ nhưng mà với những người đã mở lòng thôi cái người nào chưa mở lòng không bày được được không thì con châu lúc nó đến kể chị cho nghe cái ghế sát vô chắc con châu nó cũng có ở đây nó đang coi thì nó đến nó chỉ nói với chị nhi là chị nhi nhà em chuẩn bị mở quán phở em cũng đang học về marketing mà em không biết làm sao để quảng cáo cái quán phở của mẹ em giúp cho mẹ em xong chị nhi bày cho nó một vài mẹo tại vì chị nhi là dân làm ăn chị nhi là dân kinh doanh mà rồi trời ơi nó bày mẹ nó một phát mẹ nó làm y xì làm y xì nghe không phải làm theo học của chị nhi là phải làm theo nó làm theo một phát nó nói nhà em bán cạn nồi nước luôn chị ngày nào giờ sáng nào cũng đông khách tức là sao khi em sẵn sàng mở lòng rồi ba má em mà cho bà con cái cái cơ hội là tự nhiên nó khác liền nó khác liền cả cuộc đời cả nhà đi lên luôn giờ con trâu nó vô là nó chị nhi em tiếp tục ở với chị nhi em muốn học với chị nhi tiếp chị nhi bài cho em tiếp em mà em nói em đang học với chị nhi là mẹ em ok liền rồi cũng song song với cái chuyện đó lại có những cái đứa ba má nó không ủng hộ ok kéo ghế xác vô mấy đứa mà ba mẹ không ủng hộ cắt cái video khúc này cho ba má em coi luôn chị cũng đồng ý nữa khi mà bạn đang ngăn cản con của bạn học những cái kiến thức đúng, tức là bạn đang tiếp tay cho con của bạn để đi tìm những cái kiến thức hư hỏng và đem cuộc đời nó đi vô một cái nơi gọi là con đang ngoan và con tử tế, ba mẹ không muốn con sẽ đi hư hỏng cho ba mẹ coi. Tại vì đó chính là cái cách mà bạn đang show cho con thấy yếu đuối là gì. OK, cách bạn đang che đậy đi cho con bạn là tôi rất là dốt, tôi rất là nhục nhưng mà để kìm hãm con tôi nó thông minh hơn tôi giỏi hơn tôi tôi phải đè nó xuống bằng cách là mày không có được đi học của mấy cái người này tại vì các bạn đang so sánh bạn với nhì các bạn là cha là mẹ nếu cô chú là cha là mẹ nếu mọi người đang là những cái người mà lớn tuổi mà coi video có một cái đứa gọi là cho mấy người được gọi là trẻ hơn mấy người mà mấy người coi thường tức là mấy người đang bị nhột mấy người đang bị nhục OK nè con châu nè con châu đây nè châu gây ra đúng không chị bày nhà em bán phở giờ nhà em nhiều tiền đúng không chứ không người ta lại nghĩ là tao lại tạo được scandal Thấy không cha mẹ của em mà không chịu cho em học cô chú không cho con cô chú học cái này tức là cô chú đang tạo cho con cô chú một cái gì bây giờ nó đang tức trong người bây giờ nó đang bực bây giờ nó đang theo kiểu là con muốn là người tử tế ba mẹ không muốn đúng không con đi hút chích cho ba mẹ coi con đi giết người cho ba mẹ coi con sẽ đi trở thành tội phạm xã hội cho ba mẹ coi tại vì bây giờ con muốn làm người tử tế ba mẹ không cho mà đúng không cái gì sai khi học một cái kênh của một con người mà người ta dạy để trở thành một con người tử tế hả nếu như mấy người không phải là người tử tế thì ngậm miệng lại ngồi đó để cho con mình đi học người tử tế để nó có một cái cuộc đời sống khác đi mình đã nghèo đã dốt mà còn muốn con mình nghèo dốt theo mình làm sao con châu nó học theo ba má nó cũng học theo bán một phát một ngày hết chưa mới có mấy tiếng hết một nồi phở tại sao cũng một gia đình cũng có hai đứa con mà tại sao hai ông bà già này chịu mở lòng mở óc ra học mà tại sao hai ông bà ngồi kìm thảm một cái đứa con của hai ông bà tôi đang chửi hai ông bà luôn đó ok tôi đang chửi hai ông bà luôn đó nè con châu nó lên nè mới mở quán thuê em làm marketing tiếp thị luôn rồi nè chưa alo châu châu ở bên youtube em ơi em đi qua kiếm chị châu em ơi chị châu ơi qua youtube coi em youtube em châu nó ở bên youtube nó đang coi bên youtube ok Nhi nói thiệt với mọi người khi mà Nhi dạy á Nhi biết cái kiến thức Nhi là nó có hiệu quả Với một điều kiện và chỉ một điều kiện duy nhất Là bạn phải sử dụng kiến thức của Nhi Và bạn phải áp dụng liền Bạn phải xài nó liền Tại sao Nhi biết nó hiệu quả? Tại vì Nhi làm rồi Nhi biết nó đúng Cuộc đời của Nhi là cái kết quả rồi Mà Nhi đem luôn cái minh chứng sống ở lên, đây luôn Tất nhiên khi Nhi chia sẻ cái đó Sẽ có người nghi ngờ chứ Tại vì họ chưa có trải nghiệm mà nhưng mà những người dũng cảm như con châu và ba mẹ con châu thấy cuộc đời của họ khác không thấy họ mở lòng không chị nhi bày châu như thế nào nhung nhung hà mày có bán phở không mày muốn nghe làm gì tao không có bỏ lên cho tụi mày nghe đâu đứa nào đi vô đây học đi tao bày riêng cho ba má mày làm gia đình mày làm kinh doanh cái gì đưa đây đưa từng cái business của ba má mày đây tao bày cho ba má mày làm luôn nghe không trói tóc người thiệt việc thiệt tao không phải như cái cái tụi ngồi kia nó quảng cáo này nọ tao không cần quảng cáo tao cho người ta kiến thức người ta về nhà người ta làm người ta xài được người ta lên đây người ta nói chuyện nhi trời ơi chị nhi hay quá ba má em bán hết cái nồi phở trong có hai ba tiếng rồi sao chị nhi được sao chị nhi biết hay quá vậy dạ con biết chứ sao không cái đầu của con này ba má em mở quán cà phê tại nhà em nói riêng chuyện riêng với chị đi chị bày cho ba má em quán cà phê nó vật lên cho tao cho mày coi phải biết là con của mình nó đang đi tìm một cái con đường để mà nó thành công. Khi nó thành công ai là người tự hào? Tôi không có cần dành phần đó với mấy người, được chưa? Mấy người là cha là mẹ mấy nó, mấy người nó công cán tôi đẻ con, tôi nó thông minh, con tôi nó giỏi, con tôi nó giỏi, nó nó này nọ, nó nó cái thế nọ, thế kia, thế này, thế nọ, thế lọ, thế chai, tôi cho mấy người nhận hết, tôi không có cần. Được chưa? Nhưng mà tha cho con nhỏ, tha cho thằng nhỏ để cho tụi nó được có cơ hội để mà thay đổi cái cuộc đời của nó để cho tụi nó thay máu để cho tụi nó mở lòng để cho tụi nó có một cái cuộc đời khác đi tại sao mình đã dốt cuộc đời mình đã thất bại lại suốt ngày blackmail tụi nó khống chế cảm xúc tụi nó cứ nói với tụi nó là mày không được nghe con này con này nó nói gì mình tàu lao mày suốt ngày mày nghe nó làm gì mày có mười mấy tủ đầu mày không lo học đi mày mày đi học con này để làm gì bởi vì nó mười mấy tủ đầu cho nên nó cần phải học cái này sớm nhất có thể trước khi nó đi ra đời để nó dập mặt đó được chưa được chưa đừng có đem cái tư duy và cái suy nghĩ của em hay còn gọi là của cô chú hoặc của có của, của, của mấy ba mấy má rồi áp đặt lên con nít thế hệ bây giờ nó không phải như mình hồi xưa nữa càng làm như vậy là sẽ càng mất con Như nói thiệt các bạn càng làm như vậy những cái bậc làm cha làm mẹ và vẫn còn có tư duy này á sớm hay muộn không phải nhi con bé hay cái thằng cu đó nó cũng bỏ nhà đi nhi nó thẳng luôn á tại vì nhi đã từng như vậy gia đình như kìm hãm nhi đúng không nhi vẫn muốn thành công và bây giờ kết quả như phải chấp nhận bỏ nhà đi như phải chấp nhận hy sinh gia đình của mình để đi theo cái ước mơ của mình không sớm thì muộn những cái đứa trẻ này nó sẽ bỏ nhà đi và nó bỏ nhà đi không phải bởi vì ai đó lôi kéo dụ dỗ mà bởi vì chính các người đuổi con các người ra khỏi nhà bởi cái hành vi ứng xử và cái sự thể hiện của một người thiếu kiến thức và dột nạt bạn đang đuổi con bạn đi khỏi nhà bạn đang đẩy con bạn ra xa khỏi bạn bạn chính là cái người tạo cơ hội mở cửa cho cái đứa trẻ đó đi ra đời sớm hơn cái mà nó dự định vậy đi ha nói về, nói sơ sơ vậy thôi ok ba mẹ nghe lời hàng xóm cũng tương tự như vậy thôi tụi em sống tụi em uất ức rồi tụi em cũng bỏ nhà đi không cần một cái con như chị nói tụi em cũng sẽ tự đi ok tại sao chị biết bởi vì chị là như vậy trộn châu nó quảng cáo chị nhi quá nó nói nè ai muốn học marketing chị nhi thì vào tim nhi lê nhá ở đây học trong một môi trường là xài 99 phần trăm luôn ạ à. Ừ thì trong này học là làm liền luôn mà chị nhi đâu có dạy theo kiểu là chị nhi dạy đó phải cái dạy kiểu tàu lao với ngoài đó tao dạy là tao cho tụi mày thấy kết quả trước mắt luôn trời ơi nè mình đi 27 năm nè con nít nó không có ngu đâu được chưa sớm hay muộn cái thế hệ kế tiếp của giới trẻ việt nam tụi nó sẽ bắt đầu đi ra đường và tự lập hết tại vì tụi nó không thể chịu nổi cái thế hệ đi trước cổ lỗ sĩ mà sắp đi xuống lỗ của người việt nam mình mà không có chấp nhận cho con nít phát triển má bây giờ internet rồi bịt tay bịt mũi bịt mắt nó lại cũng không bịt được đâu được chưa thà đừng có đẻ nó ra còn bây giờ đẻ nó ra rồi được chưa thì phải hiểu cuộc đời của tụi nó đang đi qua một cái tràng khác nhi ngay cả nhi là một cái người mà hồi mà nhi mới đẻ eva xong á nhớ thì cho mọi người nghe á nhi rất là lo lắng bởi vì nhi đến từ một cái đất nước gọi là third world country third world country tức là một cái đất nước nghèo và nhi đang dạy con ở một cái đất nước là một trong những cái đất nước giàu nhất thế giới nếu các bạn search google các bạn sẽ thấy singapore nó ở cùng với new york và nhật và khi bạn ở đất nước mà cái gdp hàng đầu thế giới cái tư duy con người khác và cái xã hội nó khác nhi rất tự ti hay còn gọi là rất kém tự tin trong cái chuyện dạy con của mình tại vì nhi thấy những cái người cha người mẹ ở đây và đã có rất là nhiều lần nhi khóc nhi khóc tại vì nhi thấy tội nghiệp cho eva là mẹ không có nói tiếng Anh giỏi như những người khác Ok mẹ không phải là người đã ra mà làm việc văn phòng hay là nói tiếng Anh lưu loát hay là có thể dạy cho Eva những cái điều mà những cái người cha người mẹ khác mà ở Singapore người ta có thể dạy được đó là cái điều mà như tự ti như nó thật như nói thật cho các bạn biết luôn á Ok bởi vì khi mà bạn sinh ra ở một đất nước nghèo bạn đi qua đất nước rất giàu thậm chí cái nhìn của người ta về bạn cũng khác lắm khi mà nhi thả con ở trên trường tất cả những cái người mẹ khác đều là người bản xứ chẳng hạn hoặc người ta là người da trắng chồng người ta làm chức vụ cao người ta cho con người ta đi học ở trong trường đó bởi vì cái trường đó nhi đóng tiền học rất là nhiều nhi biết được giống như chuyện là mình gặp người ta mà người ta mặc đồ thôi mình đã thấy có cái khoảng cách rồi tại vì em biết mà người ta từ đầu đến đuôi mà em nhìn người ta má như một con như một con phượng hoàng thì em sẽ biết được cái khoảng cách cái ghép nó xa lắm và hồi xưa chị còn là một con làm trong quầy có thể là với người Việt Nam mình thì là bự người Việt Nam mình là bu chỉ nhí làm trong Chanel mà chị nhí không phải đâu em người ta có xe hơi đưa mở cửa ra mở cửa vô luôn á thì tất nhiên trong lòng của em sẽ nghĩ và người ta đưa con đi học mà em nhìn như là rồng rắn lên mây như là chơi đầu lân vậy đó có nghĩa là một đoàn người đưa con đi học luôn á và chị nhi phải bỏ qua cái mặt cảm đó để chị nhi educate tức là chị nhi phải tự học chị nhi phải tự học chị nhi phải nạp kiến thức vô trong đầu để làm mẹ chị nhi phải tự học để bỏ qua cái tự ti của một người gọi là từ dưới đáy xã hội đi lên và thành công và thành tài và bây giờ giáo dục lại con và những cái lúc mà eva nó về và nó nói là mẹ ơi con yêu mẹ lắm đối với chị nhi như vậy là đủ đối với chị nhi là mình không cần biết ngoài kia mẹ của những cái đứa kia giàu hơn giỏi hơn thông minh hơn mình như thế nào mình chỉ cần biết với con của mình nó luôn coi mình là một người anh hùng nó luôn coi mình là một cái tấm gương vậy thì mình làm sao để ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua dù là mình già hay là mình không còn trẻ hay là mình không phải như những cái người mẹ khác là sinh ra đâu mà tại vì khi bỏ cái tôi đi và học từ người khác để trở thành một người cha người mẹ tử tế nó không có gì xấu hổ hết các bạn càng thương con các bạn chừng nào các bạn phải bỏ cái tôi xuống để học để cho con của mình hết khổ còn mà giữ khư khư trong người cái kiểu là thuần phong mỹ tục Việt Nam hay văn hóa Việt Nam hay cái gọi cội nguồn Việt Nam ba cái đồ yêu ba cái quần què đó nó không có góp phần được cho việc con của mình sẽ phát triển nữa đâu Nhi nói nghiêm túc và Nhi nhận thức được điều đó cho nên Nhi không ép Eva như cái cách người Việt Nam của mình ép con bạn đang vô tình tạo cho con của bạn trở thành những đứa trẻ ghét bạn hận thù bạn đem cái hận thù đó đi ra thế giới đem cái hận thù đó đi ra tương lai của nó bạn đang chính là người góp phần tạo nên cái trauma hay còn gọi là cái tổn thương bên trong con của bạn và bạn cũng đang vô tình làm cho cái khoảng cách của nó đi đến thành công lâu hơn bởi vì cái sự cổ cổ hủ bảo thủ và kiểu như là kiểu như là không có chịu mở lòng của bạn ok đó là câu trả lời của chị nhi trả lời cho ba má của em em có thể đưa cái video này cho ba má em coi và có thể ba má em sẽ không có sẵn sàng để coi cái khúc này nhưng mà những người cha mẹ mà đã coi cái kênh của chị nhi rồi chị nhi biết những cái bạn trong tim của chị nhi có những người người ta nói mẹ em cũng coi cái kênh chị nhi ba em cũng coi kênh chị nhi cả nhà em ai cũng coi kênh chị nhi ông bà nội em cũng coi kênh chị nhi ông bà ngoại em cũng coi kênh chị nhi những cái người mà đang coi kênh chị Nhi và cho ba mẹ họ coi và ba mẹ họ đồng ý mở lòng chị rất mừng với những cái bạn đó còn những người mà người ta vẫn chưa thành công với cái chuyện cho ba mẹ họ coi được á chị Nhi rất buồn chị Nhi rất thương họ nhưng mà như chị Nhi nói á bạn đang vô tình làm cho con của bạn có quá trình thành công của con bạn sẽ bị chậm lại bởi vì nó còn bận làm cho bạn hạnh phúc hãy làm cho bản thân mình hạnh phúc đừng để một đứa con nít phải làm cho bạn hạnh phúc phải là người đầu tiên làm cho bản thân mình hạnh phúc chứ không phải là đợi con mình làm cho mình là hạnh phúc chứ không phải là đợi cho con mình phải làm theo ý mình nó phải theo đuổi cái ước mơ mà mình muốn thì mới là hạnh phúc. What the fuck man is none of the problem. Ok, cái cuộc đời bất hạnh chó cắn của bạn không liên quan gì đến con bạn. Ok, Được chưa? Cuộc đời chó cắn của bạn không liên quan gì đến con của bạn hết. Bạn sống xong cuộc đời của bạn rồi để cho nó sống cuộc đời của nó. Cho em xin cái kẹp. Trời ơi xin kẹp làm cái gì? Câu kế tiếp. Chị ơi em sinh ra trong gia đình bất hạnh. Chị ơi sinh ra trong gia đình bất hạnh hay gia đình giàu có sẽ giúp đứa trẻ thành công hơn ạ? À? Cái này lúc nãy hình như chị cũng đã trả lời nó ná, ná như phía trên rồi đó em. Bất hạnh hay thành công nó sẽ có cái khác nhau. Tùy. Má tối nay tao nói hơi bị... Tối nay tao nói hơi bị sâu ở cái vụ mà bị, bị, bị sâu cái vụ mà cha mẹ tại vì á, chị nhi nói thiệt á chị nhi cũng là cái kết quả của cái việc mà không có ai ủng hộ và cha mẹ không ai ủng hộ người thân không ai ủng hộ và bạn bè không ai ủng hộ cho nên chị nhi là cái người hiểu rõ hơn hết cái nỗi đau khi mà em tìm kiếm support từ gia đình má nó nó đau lắm thiệt tao thì nó đau kinh lắm tao khóc tới độ mà tao không còn nước mắt để khóc mỗi lần tao nói về gia đình nữa luôn là có nghĩa là mình phải đến một lúc mà mình phải thương bản thân mình chứ mình không có đợi ai thương nữa để mà mình theo đuổi cái sự thành công là bởi vì mình muốn chứ còn chứ mình còn không phải theo đuổi bởi vì chồng vì con vì ba vì má vì ông vì bà vì bạn vì bà nữa ok tại vì nó là một cái sự đánh đổi má nó đau lắm đau kinh khủng ok chị cho nên chị thấu hiểu hết cái cảm xúc của tụi mày tao biết tụi mày khổ lắm những cái đứa mà nhìn qua bạn mình xong thấy ba má ủng hộ học chị nhi kiểu như nó nhìn theo kiểu như nó chảy nước miếng đó, nó kiểu trời ơi mình ước gì mình được như châu mình ước gì ba mẹ mình cũng như ba mẹ châu thiệt luôn á tại sao phải để cho con của mình nó nó ước như vậy trong khi là cái chuyện nó nó như gan tay trước mắt vậy đó chỉ cần mở lòng một chút thôi chỉ cần mở cái lòng mình ra để mở cái ốc của mình ra cho người khác cái cơ hội được nói thôi đừng có làm cho con của mình khổ thiệt á nhiều cha mẹ làm cho con khổ lắm như nói thiệt á chị như nhìn thấy cái cảnh nó nhìn thế má tới chừng nào người việt nam của mình chẳng lẽ giờ ta, ta... trời chị nhi nghĩ sao về ngành sư phạm tiktok nó hỏi một câu thật là thương ngay ngành sư phạm của tụi mày sắp chết rồi mấy đứa mà không tin chị á nói chị tại sao chị lại nói như vậy chị sẽ cho em biết tất cả những cái kiến thức á mà tụi em có thể học á ở trên youtube nó đã có ở trên google nó đã có miễn phí em không cần phải đi lên trường đại học để học nữa mà em cũng không cần phải đi liêu trường để học nữa và thậm chí chị đã nói rồi google và amazon nó đang cho em những cái khóa học miễn phí luôn để em học ra xong em làm cho nó luôn nó đào tạo IT miễn phí luôn á em Ok thì chị hỏi em tụi mày đi học sư phạm để làm cái quần gì ai làm học trò cho tụi mày dạy tụi mày muốn làm cô làm thầy thì phải có học sinh đúng không mày nhìn học sinh tao đâu không đông hơn tụi mày rồi đó trời ơi mày tưởng cứ học cái bằng đại học sư phạm ra người ta kêu mày là thầy là cô hỏi tao không có bằng đại học tao không có bằng đại học tao không có bằng, không có bằng sư phạm Vậy mà 20 tháng 10, 20 tháng 11 Tụi nó chúc mừng tao quá trời kìa Được chưa Người ta kêu em bằng thầy hay không Là do cái sự chọn lựa của họ Câu kế tiếp Chị ơi, Diệp Nguyễn hỏi. Chị ơi, nghĩ như thế nào về một người đàn ông 30 tuổi? Lên chương trình truyền hình nói là lấy vợ mà không đẻ được con trai thì sẽ bỏ. Từ từ đọc lại câu hỏi không hiểu. Một người đàn ông 30 tuổi lên chương trình truyền hình nói lấy vợ mà không đẻ được con trai thì sẽ bỏ. À nó bỏ mày á hả? Nó bỏ mày á hả? là nó 30 tuổi nó cưới mày mà mày không đẻ được con trai cho nó nó bỏ mày trời ơi mừng quá bỏ nó đi em ơi mà cái thằng đó nó đéo có có, có kiến thức nó còn không biết tinh trùng được tạo ra từ xy và xx xx là của con gái x, Y là của con trai y là của nó đẻ không được con trai là do tinh trùng nam của nó có vấn đề ngay cả cái kiến thức cơ bản như vậy mà một đứa học cấp 1 mà không biết trời ơi Đừng có cho nó đẻ trứng Đừng có cho nó sinh sôi Đừng em Nó bỏ mày hả Bỏ nó liền đi qua đây tao kiếm trai cho Trời ơi Tim chị Nhi đầy trai mày lo cái gì Tao nuôi một rừng ở trong này Tao nuôi một rừng trong này Trời ơi mày hết người ân Mày đi ân cái thằng đó Triệt sản nó cho tao Đừng có cho nó Tất cả mấy con Việt Nam gửi cái video này cho mấy con Việt Nam coi ngay cho đừng có cưới thằng đó con em ơi đừng cưới thằng đó đừng có cho nó sinh sôi nảy nữa coi con nó đẻ con trai bằng cách nào coi con nó tự lấy tinh trùng của nó xong nó lấy trứng gà nó quăng vô ra con hàng sao nghe không không một con Việt Nam nào cưới thằng đó ngay cho ngay cho tao nghe chưa tụi mày ở giá cũng được tụi mày ở dạy cũng được được chưa đi qua đây đi qua đây Nghe chưa để cho nó tự lấy tinh trùng của nó bỏ vô trứng cút trứng gà trứng dịch gì đó cũng được để ra con kệ cha nó được chưa quái thai quái thú gì kệ mẹ nó mấy cái thứ này không nên duy trì nòi giống mấy cái thứ này không nên cho nó cơ hội để nó sinh sản thêm động vật ra ngoài đường tại vì sao sinh ra cái ngữ như nó nhớp đất chứ không được cái gì hết từ đầu không cho nó cơ hội luôn nó nói nó bỏ mày hả đi ra luật sư làm cái tờ đơn cho tao đưa cho nó anh ơn ký luôn đi để em ly liền em đi kiếm cái thằng khác đi kiếm cái thằng mà nó có não thằng xí chứ cưới cái thằng như anh em em thấy em chập mạch quá nơi nè tới khúc này hay quá thì dừng 30 giây trước khi tụi mày cười tiếp đi qua nhấn like cho chị nhi cái coi nhanh lên tiktok đi qua đi qua nhấn like đường ngàn like không tối nay được ngàn like không nhấn like rồi tao nói tiếp cho nghe cái khúc này được này tao thích nè tao rất thích quậy sữa mấy cái thằng này giới thiệu cho đi qua bên này nhấn like rất đi đã tại sao vậy một ngàn mấy người coi mà tại sao có 500 mấy đi qua nhấn like cái coi nhanh lên em like tự giác rồi giỏi tiktok của chị ngoan quá biết là thế nào chị nhi cũng la đi qua like rồi tiktok bên kia đi qua nhanh lên nhanh lên tao nói cho tiếp cho nhanh 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 tao đợi tao uống nước nhanh lên mấy đứa tiktok lên liền lên 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 nhanh 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 chị nhi đây chị nhi nghe kêu chị nhi gì chị nhi đây em chị nhi đây chị nhi nghe đây rồi tới đâu rồi phải nhấn like ba lần mà nhấn like ba lần nó thành không like đó cái thằng tàu lao kia nhấn like chưa bay qua nhấn like thả tim làm tung trời lên với chị tung trời lên bung ta lên bung ta lên nhanh lên bung ta lên rồi được chưa rồi kéo ghế vô tao nói tiếp chẳng nghe nè đầu tiên chúng ta đã nói về vấn đề sinh học rồi tức là chúng ta cần xx X, X và xy để ra một em bé nam tức là em cần xy để ra em bé nam đúng không cái này thì sinh học chúng ta không cần phân tích nhiều cái này lên google chúng ta đã biết rồi thì cái, cái y đó ở đâu mà có y đó đa phần nó đến từ giới tính của đàn ông tức là cái thằng mà mới phát ngôn đó nó là cái thằng tạo ra con trai chứ không phải con gái ok giờ nó có ở với con nào cũng vậy hết á nếu như mà tinh trùng của nó yếu nó ăn uống nhậu nhạt và nó là một cái thằng hàng mà nói sơ sơ như vậy là đã biết nó là cái thằng hàng với cái thằng nhục rồi á thì đương nào cuộc đời của nó ok nó đi kiếm vòng vòng đi ok nó kiếm được con nào mà chịu đã cho nó tao mừng cho nó nhưng mà lỡ không kiếm được á thì giờ ăn ở đó em ok tao cũng không có tao cũng không có tao cũng không có buồn gì cho nó đâu tao cũng mừng cho cái con nào mà không có phải rớt vô cái thằng đó nữa rồi cho cái con mà rớt phải cái thằng này mà xui xẻo cùng sao mà thành vợ thằng này nè em ơi liên hệ chị nhi liền chị nhi bỏ tiền cho mày ly dị thằng này luôn ok mấy đứa kiếm cái con này cho chị cái con mà làm vợ thằng này đứa nào mà liên hệ được với cái chị này nghe không ok tao tự tin nói luôn nè chị sẽ dạy cho em miễn phí 6 tháng để em đi ra đường em tự kiếm tiền em nuôi thân em được và nếu cần một cái thằng chết bầm này luôn và cái lời hứa thứ hai chị cho em nè tao sẽ kiếm cho mày một thằng đàn ông tử tế để biết được là tinh trùng của nó kết hợp với mày ra con nào cũng được ra con người nhưng mà yêu thương và tôn trọng mày được chưa rồi cái thứ ba tao cho mày tiền ly dị thằng này luôn má không còn ai chơi sang bằng chị nhi tao hết á được chưa rồi ba cái nha ba cái tao hứa tụi mày kiếm được cái con đó đưa cái video này cho nó coi cho tao ok tao nói tao làm mà cái gì chứ tao bao một con đi ra khỏi một cái mối quan hệ độc hại tao thích lắm tao khoái lắm tao khoái những cái người mà đi vô đây và nói cho tao những cái chuyện độc hại này lắm tại vì sao đàn ông mà nếu có não không nên ở ở phí thời gian chứ làm cái quần gì được chưa chị bao cho em nha chị bao tiền luật sư để bỏ luôn đừng có để nó bỏ em em mình phải bỏ nó mới ngầu không có tiền bỏ chồng để ra chị như bày tao bày mày tiếp 6 tháng để mày tự có tiền nuôi mày và mày nuôi được cả nhà mày luôn rồi sau đó tao kiếm cho mày một thằng tử tế luôn tao, tao chơi vậy đó chơi như vậy mới chơi chứ đậu mẹ chơi cái kiểu gì đậu xanh rau má kiểu việt nam không chơi không chơi không chơi được chưa em rồi với một điều kiện là em phải mở lòng để cho chị dạy mày mà lì mày vô đây mày vẫn đú theo cái thằng đó mày kiểu như mày mê cu bự hay thằng đó cu bự quá mày mê nó thì tao không dạy được rồi ok những cái chuyện đó tao không chịu trách nhiệm được tại có nhiều con nó ngu cờ lắm mình cho nó cơ hội thoát ra khỏi mấy cái thằng độc hại nó không có chịu đâu em ok nhưng mà em mà em sẵn sàng để em thoát ra khỏi cái thằng này đi ra đây 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 chị cho cơ hội được chưa em được chưa chù không ai cứ vợ mới lên truyền hình kiếm hả ủa hay vậy hả trời ơi nó đã lên truyền hình tụi mày phải cảm ơn nó nghe chưa hơn là nó không im im nó đi vòng vòng đó nó đã lên truyền hình chứng tỏ là sao mấy đứa nó giống như cái chuyện mà tội phạm truy nã đó truy nã tội phạm á toàn quốc á giờ tụi mày biết cái mặt thằng đó rồi né ra nghe không né ra nghe chưa nghe chưa bánh bèo của chị bánh bèo đâu bánh bèo của chị đâu bánh bèo bánh bèo bánh bèo bánh bèo ơi bánh bèo của chị đâu bánh bèo của chị công chúa bong bóng của chị Trời ơi tụi nó đi lên Tri nã tội phạm rồi đó Đừng né né nó ra nghe Chụp hình cái mặt thằng đó Lỡ mà sợ mà cứ đi ra đường ngó lộn á Tên tuổi số chứng minh nhân dân Số chứng minh nhân dân đồ ghi vô luôn nghe nghe chưa? nghe chưa Nghe chưa nghe chưa mấy đứa Rồi Rồi Trai của chị cũng vậy Thấy cái thằng mấy cái thằng gương bể này đừng có học nghe Học mấy cái thằng gương lành lặng nghe không Bánh bèo của chị Bánh bèo cái trai của chị ngọc trai yêu dấu của chị nhìn mấy cái anh gương bể này đừng có học theo nghe học bể tài le tác lát chứ không được cái chi hết á mấy cái thằng này gương hắn bể chi mặn bể bể banh nhò mà thấy cái chi kinh đó hề kê nè rồi ơi dạo này trai chị đông lắm càng lúc càng nhiều đàn ông đi vô đây học chị chị khoái lắm buổi sáng 99 ngày tao thấy trai không là tao khoái tao thấy đàn ông Việt Nam càng ngày càng mạnh mẽ lên là tao khoái tao thích mấy cái thằng đệ tử của tao lắm tao thích mấy cái thằng đi vô học tao lắm càng lúc tụi nó càng chứng minh cho chị Nhi là tụi em không có vô dụng như chị Nhi nói đâu nghe tao càng khoái tao thích mấy thằng như vậy mấy thằng mà bị tao mà chọc 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 chọc, chọc xong tức xong đi vô đây chị Nhi nói quá em phải học cho khôn ra là mấy cái thằng tao càng nể rồi đi vô đây chị Nhi kiếm chồng cho thiếu trai gì trai trong này trai của tao toàn xấu muối tao nói rồi 6 muối nào muốn lấy những muối sầu riêng mà tụi mày cứ không tin muối không là muối được chưa rồi thấy chưa rồi nhớ cắt cái video này đưa cho các bạn nữ xui xẻo nào đó nghe chị nhi nói chị nhi bao là chị nhi bao thì có ngay tao bao tiền luật sư đó nghe bỏ mẹ nó đi trời ơi cái má cái thằng mấy cái thằng ức ôn này mẹ ưng về làm cái quần quà gì cho cho nó đi sóc lọ chết mẹ nó đi cho nó đi vắt cà cho nó đi vắt ớt cho nó đi vặt xúc xích cho nó đi uh, mua vaseline lotion đại loại là các cái công thức mà tự xử rồi xong nó tự lấy tinh trùng của nó sau khi mà ra xong nó tự lắp vô trứng cút trứng gà trứng vịt rồi trứng trứng dinosaur trứng khủng long gì đó kìa cha nó chưa yeah. yeah. bây tụi mày né né tụi nó ra rồi xong cách giải quyết đơn giản nhanh gọn câu cái tiếp chị nhi nguyên lớp xúc phạm em mà em không sai cái gì em nên nói gì với thầy nói cái gì mà không cần nói mày lấy từng đứa mày lôi từng đứa rồi mày đục cho tao đục hết đứa này đến đứa kia cho tao nói làm cái quần gì mày nói thầy mày có bên mày đâu tao đã nói rồi cách thứ nhất nói thầy cô thầy cô không nghe nói thứ hai nói ba mẹ ba mẹ cũng không nghe cách thứ ba đục đục vô mặt nó mẹ người lớn không có bảo vệ được con đục vô mặt tụi nó alo chị nhi ơi chị nhi đi em người yêu cổ hữu thì làm sao bỏ nó em chị nhi có một đứa sáu muối nào chia cho em với có một bài bên này đi qua đây chị nhi chia cho nha câu cái tiếp trời ơi má tao nói tao đau họng mà tao livestream muốn gần 2 tiếng tụi mày làm tao sung lắm nghe không trường em đang cứ gửi câu hỏi nữa mày gửi nữa tao phải trả lời tao mệt trường dừng dần thôi không trả lời nữa không trả lời nó mệt quá mệt quá đi chị nhi có đang ở đà nẵng không không em chị đang ở singapore singapore hồng phượng hỏi chị cho em hỏi làm trưởng một nhóm mà thành viên không hợp tác với mình thì em nên từ chức hay làm gì Ừ em em ăn hại quá em từ chức đi em Tao đã từng trả lời rất là nhiều cái câu hỏi về leader rồi Mấy cái con này là mấy cái con mà gọi là vô dụng mà thích làm lãnh đạo Không phải đứa nào đẻ ra cũng làm lãnh đạo đâu Mày vô, vô dụng lắm, mày muốn học lãnh đạo mày vô tim tao đi tao bày cho Rồi người kế tiếp Có những cái câu chị Nhi trả lời rồi nên chị Nhi sẽ trả lời cục ngủ vậy đó Cho nên mọi người hãy Chị ơi 8-9 giờ mà ngủ rồi Ngủ cũng được chị Cái gì vậy? À cho trai sống muối để đi ngủ ngon đi qua bên facebook tao đầy trai sáu muối tụi mày không có chịu đi qua xong tụi mày cứ thắc mắc ở đâu em từng được nghe ngọc tuân hỏi là em từng được nghe con người con của người giàu thường sẽ có tư duy của người giàu đúng hay không vậy đúng mà em ok tại sao em phải biết được là con của người giàu từ nhỏ đến lớn người ta dạy theo cái cách làm sao để làm làm ông chủ có nói chuyện như người giàu thì tất nhiên là cái tư duy của nó sẽ khác tụi em có tin là Eva được nhìn thấy bất động sản nhiều hơn cả tụi mày không? Tụi mày có tin là Eva được đi xe xế hộp trước cả tụi mày không? Bởi vì đơn giản mẹ nó làm cái đó thì mỗi ngày nó nhìn những cái thứ đó nó làm sao? Nó thấy nó bình thường Thì đối với nó sau này nó lớn lên nó sẽ Nó sẽ đi tìm những người đàn ông như vậy để nó quen bạn của chị đi xe xịn bạn của chị đi đón chị xe xịn và lâu lâu đón nó thì nó đi vô nó biết chú này chú kia bác này bác kia nó nhìn thấy cái cách đàn ông nói chuyện cái từ gì của nó phải khác mày chứ đúng không làm sao mà bị với một đứa con nít mà ba mẹ của tụi nó chưa bao giờ được tiếp xúc với người làm ăn kinh doanh được Eva nó cũng đi coi nhà với chị đi view bất động sản với chị nó cũng biết chị có bao nhiêu căn luôn nó cũng biết là chị hôm nay chị đi view ở đâu vậy nó chị sẽ qua khu này nó nó ô mẹ bên đó mình có ba căn nhà đó phải không mẹ à, hôm nay mà đi nhà lầu mấy nó nhớ luôn con nít nó biết hết con nít nó biết hết em ok cho nên tụi em đừng có coi thường con nít và tụi em phải biết vậy này cha mẹ của tụi em mà giàu thì chị mới nói là cái cơ hội và cũng theo cái cách dạy nữa tại vì đối với chị là chị thích dạy con bằng cái kiểu là trải nghiệm tức là chị đi đến đâu chị đem con vậy tới đó thì chị chị, chị, chị cho nó ngó luôn có thể sau này nó không thích nhưng mà trong tiềm thức của nó nó nhớ được là hồi xưa mẹ đã làm như vậy để có tiền nếu như sau này nó không có tiền thì nó sẽ nhớ lại là hồi xưa mẹ nó làm như vậy để có tiền để nó học theo thôi Đúng không cho nên là em mà không có kiến thức về tiền em nên cho con em được cái cơ hội để gặp những người có tiền nhiều càng sớm càng tốt người giàu không phải ai cũng dạy đâu em mà con em mà đu theo được những người đó em còn mừng mừng học cho nó chứ lại lâu con trâu lại nói này thấy ba má con trâu khôn không thấy con trâu đi vô bu chị nhi học là con đi vô đi con bu đi chị nhi dạy miễn phí mà đi vô bu đi cho ba má để đó đừng có làm việc nhà nữa phải không trâu từ giờ đâu phải làm việc nhà nữa đâu ba má đâu biểu làm việc nhà nữa giờ ba má cưng cưng như trứng ngỏng cái đi vô học chị nhi thôi đi học chị nhi với lại đi 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 học bài thôi đừng có đừng đừng có đừng có đi nấu đừng, đừng có nấu đừng đừng có nấu phở chi nhớp tay con đi đi vô học đi học chị nhi xong nói ba má nấu cho vậy thôi đó người thông minh là người ta đẩy con người ta đi học nhà giàu hết cất gì mà tự nghĩ ra mắc mới gì nghĩ chị không bao giờ nghĩ gì hết đó. chị đem cao con gì theo cho nó đi gặp bạn chị cho nó đi gặp mấy cái người làm ăn chung với chị và con của mấy người đó chị cũng gặp bình thường và nên như vậy ok trùng châu, châu tối nay được lên sóng quá châu nghe tao quảng cáo cho tiệm phở nhà mày hơi bị dư luôn á châu nghe nhà mày bán phở dư là tao đi xin chỉ vàng chứ tao không xin gì nhiều đâu nghe nghe không châu nghe rồi câu cái tiếp câu cuối nghe câu cuối rồi đó đông hỏi chị Nhi ơi tại sao phải tự lập và cách chị dạy bé eva tự lập là gì cảm ơn mày trời ơi con châu nó kêu dạ đúng rồi cưng <laughs> lắm luôn á ừ phải cưng chứ trời mấy đứa thích nghe lời là tao sẽ khen mấy đứa mà không có thích nghe lời học với tao mà giải đành đạch đành đạch đành đạch là tao tao chửi miết à còn mấy đứa mà đi vô học chị nhi mà nghe tao cái mày đã làm chưa mày chưa làm sao mày phát biểu mày làm đi mày áp dụng cái tao bày đi đã Châu nó im lặng nó về nó áp dụng thôi nó không hề thắc mắc nó không có nói cái gì hết chị nhi bày nó làm sao là nó làm y xì y xì tối nay mấy đứa tò mò đúng không mấy đứa muốn hỏi chị châu đúng không đi qua bên nhi chat nhi chat ở telegram xong chat riêng của con châu hỏi rồi hỏi coi hôm đó nó ngồi nó hỏi chị nhi chị như bày nó không sót cái gì hết chị nhi biểu mày làm y xì tao mày không có chế biến thêm cái gì hết mà chỉ cần làm y như vậy là bảo đảm nhà mày đông khách nó làm y nó nghe lời mấy đứa mà đi vô mà kiểu như là ơ ơ chị tại sao phải làm như vậy mẹ chưa làm mà đi vô cứ cải tay đôi là tao đục tao chửi tao chửi miết tao cái mày làm chưa mày chưa làm mày xong mày biết nó không nó không hiệu quả mày làm đi đã rồi mày quay lại mày lý sự với tao mày chưa làm mà mày lý sự cái gì chờ con trâu nó, nó thông minh nó nghe xong nó ok chị nhi bài rồi đi về làm liền em về em làm liền em về em làm liền làm liền học rồi phải như vậy được chưa rồi quay lại với cái câu tại sao phải dạy tự lập tụi mày có biết tại sao tụi mày ăn hại vậy không tại vì ba má tụi mày không dạy tụi mày tự lập ok tụi nó ăn hại tới độ mà đi vô đây tập thể dục sáng nào tao cũng phải chửi tao chửi mà tao chửi hay quá tới độ ba má nó cũng bung mình vậy ngồi nghe tao chửi luôn là tụi mày biết mà tao đang chửi ba má nó nó bung mình vậy nghe ngồi nghe luôn á là cái thứ nhất cái thứ hai để kiểm chứng coi tụi mày có ăn hại hay không nhìn coi khiên hai chai nước mỗi chai nước có nhiều nửa ký mà than chị ơi run lung bấm điện thoại không nổi nữa chị trời ơi em đau vai trời ơi, người em khớp nhất người đau mông đau lưng đau đít tập thể dục khiên có nửa ký tạ mà than như là bán than như là thẻ là đó dấu hiệu của cái gì dấu hiệu của cái gì dấu hiệu của ba má mày không bày cho mày tự lập đó trời ơi hồi xưa người việt nam mình có chút ác khiên cái khiên cái quả bom cả tấn mấy chục con người khiên được tụi mày bây giờ sức dài vai rộng cao to mà ăn hại khiên một cái cục tạ có nửa ký mà không có khiên nổi mà hỏi tại sao chị nhi cứ chửi là tụi em không tự lập tụi mày không có tự lập ok biết ngay bị la tất, tất nhiên tụi mày đáng xứng đáng bị ăn la ok thiệt không thể chấp nhận được mà rồi tại sao chị nhây phải dạy và tự lập tao không có muốn ăn hại như tụi mày ok tao muốn con tao nó đẻ ra chí ít là nó không cần làm phiền tao nó không có được làm phiền đến tiền của tao tiền của chị nhây là tiền của chị nhây tiền của nó nó tự đi kiếm ok từ giờ tao đã bày nó hết kỹ năng kiếm tiền rồi sau này tự đi kiếm tiền đi còn và chị nhây cũng làm xì dạy với tim của chị nhây tao không có cho đến nào tiền hết á tao cho tụi nó kiến thức tao cho tụi nó kiến thức tụi nó đi có kiếm tiền được rồi sau tụi nó sao chị nhây em kiếm tiền được rồi giờ em dư thời gian em vô em em support chị nhây rồi em bày lại cho mấy bạn khác kiếm tiền như em giờ nó ngon cơm đứa nào cũng ngon cơm hết còn những đứa mà nó còn non trẻ quá nó mới vô được có một hai tuần cho nó thời gian rồi từ từ nó cũng được đi kiếm cơm như những đứa khác từ từ từng đứa một tao nuôi từng lứa một lứa này hết lứa kia tao nuôi từng lứa một đi ra tự lập nào đừng có khen chị như đẹp nữa tao nói khen chị như thông minh khôn ngoan xanh thanh tú rồi ừ, gọi là cái gì nữa thông minh rồi đó đó khen những cái gì liên quan đến não bộ nhiều vô cứ suốt ngày khen đẹp tao biết tao xấu tụi mày cứ khen tao đẹp làm cái gì tao biết tao xấu nó biết con gái Việt Nam ai cũng đẹp tao xấu tao tự nhận tao xấu cái đó không phải tự ti chị biết chị xấu cho em trời ơi, mày coi mấy cái video cũ của tao lại đi tao xấu quá à đến giờ tao còn xấu mà chẳng qua tụi mày coi tao lâu tụi mày thấy chị Nhi thông minh quá cái càng ngày tụi mày theo kiểu như là ờ, à, em coi chị Nhi lâu quá cái xong em mê chị Nhi á cái vừa chị Nhi có xấu em cũng thấy chị Nhi đẹp kiểu gì đó kiểu nó bị kiểu nó bị kiểu nó bị, kiểu nó bị ngu gái á kiểu nó bị ngu gái là kiểu như nó ở lâu cái nó mê chị Nhi á kiểu nó chị nhi em không biết tại sao em càng ở lâu với chị nhi em thấy chị nhi đẹp đẹp cái cục cất gì chẳng qua mày thấy tao thông minh thôi ờ chị nhi xấu mà thông minh quá đúng thành thành em phát biểu đúng chị diệt chị thôi trời ơi, mày đặt đẹp 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 cái quần gì tao biết tao không đẹp đừng khen nữa chị khai tỷ hề tao sẽ cho mày lên đúng rồi hãy như hoen nghe hãy như hoe nghe đừng khen nữa nghe ai mỗi lần khen là chuyển hai tỷ liền nghe chưa hai tỷ hai tỷ nghe Đấy không Trời ơi Đẹp tâm hồn Tao không có tâm hồn Tâm hồn tao cũng không có luôn Tao biết tao đẹp cái đầu thôi Ừ Em bị mê chị Nhi được không? Được em Mê đi Tụi mày được mê Mê lắm Rồi chừng đó thôi nghe Chừng đó thôi tao biết tụi mày ham đam mê tao lắm Tụi mày muốn tao ngồi Tụi mày muốn tao ngồi tao nói hai ba chục tiếng tao không nói được đâu À mấy đứa nói cho nghe nè chị Nhi mới mua cái ông ông Giáng sinh Để lấy cho coi nè tao mua rồi Tôi mua giáng sinh để cho chơi sáng giáng sinh với tụi mày thấy dễ thương không chưa tới giáng sinh mà đội sớm một xíu chụp hình đi chụp hình để đợi tới giáng sinh xài nha được chưa chụp chưa chúng ta đã có thêm hình giáng sinh rồi đó mấy đứa đó giáng sinh nó giáng sinh nó à mấy bắn tiền mua rồi mấy bắn tiền chưa mua rồi mà chưa có giao chưa có giao thôi chưa? Tháng này là tháng Giáng sinh nha Tháng này là vào tháng Giáng sinh Cho nên từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu Chuẩn bị rạo rực Giáng sinh nha Chúng ta sẽ tổ chức Giáng sinh à, Dần dần cho đến lúc Giáng sinh nha Ok Jingle bell, jingle bell đó mấy đứa Jingle bell á Jingle bell ngay, jingle bell ngay Ừ, jingle bell Ừ, có cái kính mà Nè mấy đứa tiktok nó chưa được thấy kính mà chị nhi tiktok tiktok nè 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 cho nó kính nè rồi bông tai cây thông chưa có mua bông tai cây thông rồi chinh nha chinh karaoke rồi tiền đồ vô nghe không hả không mấy đứa rồi trời ơi giáng sinh tới rồi tiền cũng sắp vô rồi chưa chúng ta phải làm sao để mà cuộc đời của chúng ta tiền vô nhiều nè rồi chinh karaoke cũng vô nè cái thông ờ đúng là phải mua cái thông mấy đứa phải mua cái thông chứ phải mua cái thông em một cái thông nha mấy đứa mà kêu mê chị Nhi kết chị Nhi tao đưa số tài khoản chuyển tiền cho nghe chưa đừng có kết kết mê mê cái gì nữa không có mê không có mê rồi à chưa khoe với mấy đứa ở đây chị Nhi có một người bạn thân thiết của chị Nhi nữa đây gọi là bé bé trắng bé trắng trách nhiệm rất là đơn giản là bé trắng thường phải ngồi ở đây nè để làm cái người mẫu để mà cho camera chị nhi chỉnh cho cái mặt cho nó rõ á cái này là chỉ có mấy đứa chơi chụp hình mới hiểu chị nhi đang nói cái gì thôi tại vì tao không có người giúp tao cho nên tao chỉ có một em bé là bé trắng bé trắng là bé ngồi đây để làm người mẫu cho chị nhi ok rồi chào bé trắng đi tại vì nhờ nó tụi mày mới có những cái video chất lượng như vậy nhờ bé trắng mà tụi mày mới nhìn thấy được ánh mắt của chị nhi rõ như vậy và không bị mờ Nhờ bé trắng suốt một thời gian qua 80 mấy cái livestream Tụi mày mới nhìn thấy được hình ảnh của chị như rõ như vậy Tại vì tao là một người một ngựa mà Tao không có người mẫu ngồi đây Tao đâu có chỉnh được cái camera của tao đâu Được chưa? Rồi chào bé trắng đi nha Bé trắng đi, bye bye Rồi bé trắng ngồi vô đây nha em Trách nhiệm của em cũng chỉ có chừng đó thôi Chứ không làm được cái quần quà gì hết á Trách nhiệm của mày chỉ có chừng đó thôi Rồi Như thường lệ Đừng có quên like Gấu đâu mà gấu Con này, con này nó trắng là con chó nó là con chó bông nhưng nó không phải con gấu trời ơi không phân biệt được con chó hay là con gấu chết mẹ rồi người việt nam nhìn sao mà nhìn con chó bông mà ra con gấu cái lộ con chó mà ra con gấu lần là làm sao mấy đứa bé trắng là con chó hay con gấu nó nghe coi trời ơi ừ rồi nghe như thường lệ gấu chó <laughs> nè thành mai chị không có muốn cười đâu mà em 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 chọc cho chị cười nghe khổ lắm gấu chó tụi mày nữa <laughs> nó là con chó trời ơi nó là con chó mấy cái đứa quỷ này tụ nó là con chó rồi như thường lệ đừng có quên like share và subscribe cái kênh của nhà nếu các bạn chưa có nhấn like share subscribe đi qua bên youtube nhấn like share và subscribe những các bạn đã nhấn like share và subscribe rồi hãy tiếp tục review kênh của nhi hãy tiếp tục chia sẻ kênh của nhi cho những người mới hãy tiếp tục lan tỏa những cái điều như vậy nếu như các bạn thấy cái điều mà như vậy giúp ích được cho nhiều người thêm cái nữa đừng có quên đi qua review cả cái kênh spy and night của nhi và kênh miss nhi podcast hai cái kênh đó nhi cũng đã update ở tiếng anh cho các bạn như nhi đã nói những cái ai mà ở mở miệng cứ nói là chị nhi em ủng hộ chị nhi em thương chị nhi em yêu chị nhi chứng minh cho tôi thấy đi đừng có nói bằng miệng nữa đi qua review liền đi làm ăn sống nhăn nhờ có một chút biểu đi qua review để cho người khác đi vô đi học kiến thức với mình mà kiết mà một một cái review đi vô review mấy em vú bự thì được đi vô review mấy em đít bự thì được đi vô review mấy anh cu bự thì được đi vô đi vô review mấy người xấu muối thì được mà biểu review cái kênh giáo dục thì không review tại sao vậy hả tại sao trời đất ơi tử tế vô đi vô biểu admin đưa cái đường link cho đi qua review hết đi được chưa học thấy mình khôn ra thì phải đi review chứ học thấy mình giỏi lên thì phải đi đưa cho người khác biết để học chứ trời ơi suốt ngày cứ để bị chửi suốt ngày cứ để bị la chị 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 không cần tiền chị review làm gì tao review cho tụi nó bớt dốt mày review kênh tao nó lên trên google nó lên trên facebook nó lên trên youtube nó lên tầm lâm tà la thì người ta mới đi vô người ta học mày đã học được mày kiết 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 cái kiểu gì kiết 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 bởi vậy cuộc đời nghèo là vậy đó đừng có kiết sống như chị nhì được chưa sống như chị nhi sống tử tế vô chia sẻ nhiều vô chia càng nhiều càng tốt mày không dạy được tụi nó đưa cho tao dạy tụi nó mấy đứa mất dạy quá rồi mày không dạy được đâu đưa cho tao dạy tao dạy được tao dạy được ok rồi đi ngủ bye bye tụi mày bất bớt cười lại đi cười cái gì mà cười hoài rồi bye bye nghe